Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc với quần áo mà tốn tiền vô lý. Vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đói rất tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, tận trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dung giới hòa, xếp người cho tột xếp thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn ông Phạm Văn Sơn. Và xin thưa, tiếp theo chương trình là diễn ngâm một đoạn giảng trong quyển tư tức Giác Mê Tâm Tệ. Hôm nay xin kính mời hai đồng đạo, đó là Nguyễn Văn Hang và Võ Văn Thâu đến dự đàn. Nam mô A Di Đà Phật. Hay điên khùng làm như sắp hơi hồn, chẳng canh đường nó lại kinh khi nó về tay niệm chữ từ. Cười trần thế mê si tái qua, tranh giới luận đặng dành cơm cá, khuyến dụ người đặng kiếm bạc tiền. Thay chúng sanh theo chế nhạo những người tu tình, tu công tu cũng công mời thịnh, mặt tình ai trọng tình ai chê. Tương lê dân còn mãn say mê, chẳng tu tình cho đành trương năng. Thấy ta lại nói cay nói đắng đắng với
Cảm ơn hai đồng đạo và thưa toàn thể quý đồng đạo, nhớ lại năm xưa khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ bộ ngài sắp nhập thì ngài có nhắn nhủ lại các môn nhân đệ tử những lời đạo đức này ở ngoài không dư, là nếu như sau này ta có vào cõi niết bàn, các con muốn đời ở ta thì giáo pháp của ta ráng mà học đi, quyết mà hành đi và cố mà truyền đi, thì những công đức cúng dường tán Phật không bằng đem giáo pháp của ta mà quảng bá trong đại chúng. Đức thầy tôn kính của chúng ta hôm nay cũng trước khi ngài ra đi, ngài có dặn gì? Ta dù có cách thôn hương giản dân cứ giữ hèn lương mà làm, mà sâu sắc hơn nữa là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo gãi khắp nơi nơi trong ba thân. Do vậy mà ban trị sự xã Mỹ Hội Đông luôn tổ chức chương trình thuyết giảng không để giáo lý Đức Thầy chìm sâu trong quên lãng. Vậy thì giờ thuyết giảng đã đến, thay mặt ban tổ chức trân trọng kính mời giáo lý viên Phạm Trung Cang đến diễn đàn để gặp gỡ cô bác anh chị em trong hai buổi tối hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách, đại diện cho chính quyền địa phương mặt trận các cấp, kính thưa ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Hội Đông, kính thưa ban quản tự Liên Hoa tự, kính thưa các vị là trưởng phó ban trị sự viên cơ sở lân cận đến tham dự, kính thưa các bậc lão thành, các hàng trí thức cùng các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các tổ từ thiện nhân đạo cùng toàn thể chư quý đồng đạo xa gần kính mến. Thưa cùng toàn thể quý vị, thật là một niềm hạnh hỷ cho tôi hôm nay được lời mời của ban tổ chức ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Hội Đông và được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý trung ương và đặc biệt là được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, hôm nay chúng tôi có mặt trên cái diễn đàn này trong cái buổi tối hôm nay. Thì lời nói đầu tiên xin chân thành gửi đến tất cả toàn thể quý ông bà cô bác anh chị em ở đây lời thăm hỏi sức khỏe chân tình, lời chúc phúc tốt đẹp và lời chào đoàn kết thân thương nhất. Kính thưa cùng toàn thể quý đồng đạo, như chúng ta biết, đối với kiếp sống con người trong cái cuộc đời, trong cái cõi ta bà thống khổ này mà Đức Phật Ngài đã từng cho biết, nhược nhân sanh bất tế, bất kiến sanh diệt pháp, bất như sanh nhất nhật, nhi đắc kiến liễu chi. Nghĩa là nhược là bằng người sống trăm tuổi mà không thấy được pháp sanh diệt. Pháp sanh diệt đó tức là gì quý đồng đạo? Pháp sanh diệt tức là cái pháp vô thường. Pháp sanh diệt tức là chỉ cho đạo, đúng không đạo? Nếu mà không thấy được cái pháp vô thường, không hiểu được đạo thì dù cho sống trăm tuổi cũng không ý nghĩa gì, mà chi bằng một cái người mà dù sống một ngày nhưng mà thấy được đạo, hiểu được pháp vô thường, hiểu được cái lẽ sanh diệt thì người ấy là chân hạnh phúc. Do vậy thì hôm nay tôi và toàn thể đồng đạo mình qua lời chỉ dạy của Đức Thầy vô vàn kính yêu mà hôm nay chúng ta hiểu được đâu là cái cuộc sống vô thường, đâu là giả, đâu là thật, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là thiện, đâu là ác, thì phải nói là tôi và quý vị mình phải nói là hạnh phúc vô cùng. Do vậy thì Đức Thầy Ngài cũng đã hằng ao ước đó là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc. Nếu chúng ta gặp được đạo, hiểu được đạo, hiểu được pháp vô thường, biết được pháp sanh diệt thì đây là cái con đường để giúp cho tôi và đồng đạo mình trong cái lộ trình để chúng ta đạt đến chỗ cứu cánh viên mãn. Bởi vì mình hiểu được cuộc sống của kiếp nhân sanh nó luôn luôn lúc nào nó cũng là vô thường, luôn luôn lúc nào nó cũng là giả tạm, luôn luôn lúc nào nó cũng là khổ đau. Mà chính điều này Đức Thầy vô vàn kính yêu chúng ta Ngài cũng đã khẳng định: ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đặng giữa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen pháp. Nếu chúng ta có giác ngộ, có tu tập thì chúng ta sẽ được thông thả để hưởng mùi sen báo. Mà muốn được hưởng mùi sen báo, muốn được thông thả, muốn được giải thoát, muốn được thành tựu trong cái quá trình tu tập của mình thì chúng ta cũng cần phải có cái điều kiện mà được đồng đạo. Nếu muốn được đắc đạo, muốn được giải thoát cũng cần phải có cái điều kiện. Thay vì cái người mà đi làm công ty, xí nghiệp để
để có được lương cao, để có được thu nhập trong cái đời sống hàng ngày, thì khi làm công ty thì quý vị cũng cần phải có cái điều kiện, đó là gì? Phải có căn cước công dân, phải không quý vị? Thì mới xin gia nhập để làm cái công ty đó. Thì hôm nay cái người giác ngộ tu tập muốn được đắc đạo giải thoát thì chúng ta cũng cần phải có được điều kiện. Nhưng mà để đi vào cái điều kiện đó thì chúng tôi xin kể quý vị mình nghe một cái câu chuyện rất là ngắn gọn thôi. Nói ngày xưa đó thì muôn thú đều biết nói tiếng người, nhưng mà đặc biệt đó thì lúc bấy giờ đó thì trong các cái loài thú đó, nào là cọp nè, nào là beo nè, nào là voi nè, nào là sư tử nè, nào là khỉ nè, nào là chó mèo trâu bò, lúc bấy giờ nó đều qua đời. Thì khi qua đời rồi đó thì lúc bấy giờ hắc bạch vô thường đó mới đem cái những cái tội trạng tội phước của các cái con vật này đến để mà Đức Diêm Chúa để mà luận định coi các cái con vật này nó sẽ chuyển hóa đi về đâu, để coi không cái tội án nó như thế nào, nó có được chuyển hóa không. Thì sau khi đến để tấu trình với Đức Diêm Chúa thì Đức Diêm Chúa bây giờ coi lại đó thì trong này đó thì gọi là tội phước nó căng thẳng, tức là nửa tội mà nửa phước. Do vậy thì Đức Diêm Chúa mới phán rằng đó bây giờ các cái loài này đó thì loài là voi thì cho trở lại thành voi, trâu thì trở lại thành trâu, bò trở lại thành bò, sư tử cọp beo, nói chung là các loài đều trở lại thành y như vậy, loài khỉ cũng trở lại thành khỉ. Thì lúc này các nói các ngươi có đồng ý không? Thì lúc này các cái loài động vật này nó nói dạ thưa Đức Diêm Chúa, chúng con đồng ý. Nhưng mà đặc biệt thì riêng có con khỉ nó không chịu, nó nói tâu với Đức Diêm Chúa là con không chịu thành khỉ. Vậy chứ ngươi muốn làm gì? Nó dạ thưa Đức Diêm Chúa, bây giờ con muốn làm người. Hỏi ủa tại sao ngươi muốn làm người? Bởi vì con thấy rằng đó, hiện nay đó thì ngài biết rằng đó, thì cái nạn mà chặt phá cây rừng bây giờ nó làm cho chúng con nó là không có chỗ ở. Và đặc biệt nữa đó thì hiện nay các cái loài trái cây đó người ta phun xịt bằng những cái chất độc hại, bằng những cái chất quá chất, bằng cái thuốc bảo vệ thực vật, nhiều khi chúng con ăn nhầm vô có khi chết, có khi bỏ mạng đó. Cho nên giờ chúng con không muốn thành khỉ mà chúng con muốn làm người. Lúc bây giờ đó là Đức Diêm Chúa nói bây giờ ngươi muốn làm người phải không? Bây giờ muốn làm người thì cần phải có điều kiện. Lúc này con khỉ nó chịu liền cái gì? Nói dạ thưa Đức Diêm Chúa, nếu được làm người thì điều kiện gì con cũng chịu. Lúc này là Đức Diêm Chúa mới phán rằng bây giờ người thì không có lông, mà khỉ thì có lông. Bây giờ khỉ muốn thành người thì phải nhổ hết lông thì được thành người. Lúc này con khỉ nó đồng ý được cái gì? Đồng ý thì lúc này là cho quỷ sứ hắc bạch vô thường đến mà nhổ lông. Quý vị biết là cái lông con khỉ rồi nó gắn liền với cái da, mà nhổ tới đâu thì nó đau thấu xương tới đó. Thôi vậy đau phải nó thấu xương nhưng mà nó gồng găng để nó chịu cho nhổ lông. Nhưng mà nhổ một lúc thì đến cái chỗ mà nó nguy hiểm nhất của nó, cái chỗ mà nó đau nhất, chỗ nguy hiểm như chỗ những cái kẹt mà nguy hiểm nhất, nhổ vô nó ra quá đau, nó chịu không nổi. Lúc này chịu không nổi thì sao? Nó la lên, nó la lớn lên, nó nói xin các người đừng nhổ lông tôi nữa. Hỏi vì sao? Vì tôi không muốn làm người. Câu chuyện đến đây hết. Thì thông qua cái câu chuyện trên chúng ta thấy rằng con khỉ nó cũng muốn làm sao bứt phá để được thành người, nhưng mà đó là quý vị biết rằng là nhổ lông nó lúc này nó chịu không nổi. Cuối cùng là thì sao? Cốt khỉ thì sao? Cũng quờn cốt khỉ. Cuối cùng khỉ cũng vẫn thành khỉ. Thì có lẽ là tôi và đồng đạo mình cũng vậy đó, mình cũng bứt phá không biết bao nhiêu lần, thành kiếp con người sống vô thường khổ đau quá, sanh già bệnh chết cứ đeo đuổi mãi mãi, mà chúng ta muốn bứt phá để ra khỏi cái kiếp con người này. Nhưng mà đặc biệt là mình bứt phá hoài mà không ra khỏi, vì cứ lăn lộn trong cái cõi trần thống khổ này hoài, cứ sanh lên chết xuống sanh lên hoài, là bởi vì chúng ta không có cái biện pháp và đồng thời chúng ta không cố gắng để mà vượt qua. Cũng như con khỉ kia gặp nhiều cái hoàn cảnh khổ khó, chung chiên phát tâm tu rồi mà gặp đụng chuyện rồi cái chúng ta tối chí nản lòng bỏ đạo thôi tu, là cái này là chẳng khác như cốt khỉ quần cốt khỉ.
Tức là chúng ta không nhất quyết, không nhất tâm để đạt đến cái chỗ cốt lõi. Vì vậy mà mình cứ là lôi thôi quá chậm trong đường thẳng, người trễ nải khó qua nẻo cập thà, một bước leo bờ mà khỏi khổ, nam nhân chi chí thở đâu là. Hôm nay tôi và toàn thể quý đồng đạo mình, cơ may chúng ta gặp được giáo lý đức thầy, và đồng thời chúng ta có được một cái biện pháp, có một cái con đường mà được đức thầy chúng ta chỉ dẫn để mình bước ra khỏi cái sanh tử khổ đau này, thông qua cái điều kiện đó là bốn cái câu giảng mà hôm nay chúng tôi sẽ được gặp gỡ quý vị. Đó là ta yêu chúng, viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời, chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo. Thưa quý đồng đạo, như vậy thì chúng ta làm như thế nào để đắc được đạo? Qua bốn cái câu giảng này để chúng ta được giải thoát, thì đây là cái nội dung chính trong cái vấn đề mà hôm nay chúng tôi sẽ gặp gỡ quý vị qua bốn cái câu giảng này. Thì thưa cùng toàn thể quý đồng đạo, bốn cái câu giảng này chúng tôi được rút ra trong cái tác phẩm đó là Giác Mê Tâm Kệ, còn gọi là cái quyển thứ tư, mà được đức thầy sáng tác vào ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939. Thì trong tác phẩm này đức thầy viết bằng lối Thất Ngôn Trường Thiên, dài là 846 câu. Thì hôm nay chúng tôi sẽ gặp gỡ vị rút ra từ cái câu đó là 363 đến cái câu là 366. Đó là bốn cái câu giảng mà sẽ được tâm tình chia sẻ cùng toàn thể quý đồng đạo trong buổi tối hôm nay. Thì thưa cùng toàn thể quý đồng đạo, với thanh lý Phật pháp thì rất là uyên thâm, mà phàm tâm thì nan cắt, không thể nào chúng ta đem cái tâm phàm mà lường hết được cái ý của Phật thánh. Cho nên trong chỗ trình bày thì không làm sao tránh khỏi những cái thiếu sót. Ngưỡng mong các bậc cao minh, cao độ đức thầy cũng như toàn thể quý đồng đạo quan hỷ bổ chính chỉ giáo cho những gì còn thiếu sót, thì chúng tôi xin chân thành đê đầu để mà đa tạ cùng toàn thể quý đồng đạo. Giờ đây trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng tôi để bắt đầu chúng ta đi vào trong sáu cái câu, bốn câu giảng này, để chúng ta lần lượt tìm hiểu qua cái lời dạy của đức thầy, để làm sao chúng ta đạt đến chỗ là tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo. Thì thưa quý đồng đạo, giờ đây đức thầy dạy ta yêu chúng, viết ra giảng kệ. Như vậy thì ta yêu chúng, cái danh từ ta này là ai quý đồng đạo? Ta là ai mà yêu chúng? Yêu chúng là ai? Thưa quý đồng đạo, ta ở đây tức là cái danh từ này, tức là đại danh từ. Cái danh từ này là danh từ nhân sinh quan để mà chỉ cho cái người trên nói với kẻ dưới, thì gọi là ta. Như vậy thì cái người trên mà dùng để nói với kẻ dưới thì gọi là ta. Nếu như tôi và toàn thể đồng đạo mình mà mình nói thì những người cùng với mình thì không thể nào xưng cái danh từ ta được. Thấy không nào? Chỉ dùng danh từ chúng tôi chứ không thể nào dùng danh từ là ta được. Như vậy thì từ ta này là chỉ cho đức thầy chúng ta. Đức thầy chúng ta mới xưng là danh từ ta. Như ta đây là đại danh từ, là chỉ cho đức thầy. Mà yêu chúng ở đây là gì? Chúng ở đây đó tức là nói gọn đó là chỉ cho con người, tức là cái nhân vật cần thiết mà để được giáo dục, để được chuyển hóa thì không gì hơn là con người. Nhưng mà muốn nói rộng ra nữa thì chúng ở đây tức là chỉ cho bốn loài chúng sanh, đó là nõn, thai, thấp, quá. Đó là nói rộng ra. Như vậy thì ta yêu chúng ở đây tức là chỉ cho Đức Phật mới có cái tâm từ bi rộng lớn mà yêu chúng sanh. Phải không quý đồng đạo? Nếu mà đối với tôi và đồng đạo mình đó, thì không bao giờ dám dùng danh từ ta yêu chúng đâu.
phải không? Nếu không phải là đấng đại giác ngộ, nếu không phải là Phật, nếu không phải là Như Lai thì không bao giờ dám dùng cái danh từ ta yêu chúng. Bởi vì tôi và quý đồng đạo mình suy nghĩ coi, thay vì trong cuộc đời này mình có thể yêu thương gia đình mình, có thể yêu thương cha mẹ mình, có thể yêu thương những người gần gũi xung quanh mình, nhưng mà bên cạnh đó cũng có người mình cũng không yêu, mình cũng không thương, mà thậm chí không yêu, không thương, mà thậm chí còn ghét nữa kìa. Thôi vậy, ai mà làm trái ý nghịch lòng mình thì sao? Cái tâm của mình là không ưa rồi, cái cách thể hiện của mình là không thích rồi, như vậy làm sao yêu chúng được? Thậm chí là chúng ta là con người với nhau mà mình còn chưa yêu hết nữa. Đừng nói chi là các loài cò bay mái cửa, làm sao chúng ta yêu được hết. Chỉ có Phật, chỉ có đấng đại giác ngộ mới có cái tâm từ bi rộng lượng như thế. Phải không, quý đồng đạo? Như vậy thì ở đây ta yêu chúng tức là chỉ cho Đức Phật mà nói cho rõ hơn, ta yêu chúng là chỉ cho đấng đại giác ngộ, đó là Kim Sơn Phật, là chính là Đức Thầy chúng ta, là Kim Sơn Cổ Phật của chúng ta. Vì lòng từ bi mà Ngài chẳng nỡ ngồi nơi ngôi vị hưởng quả Bồ Đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần chịu cảnh chê khen, là bởi vì lòng từ ái chứa chan. Vì lòng từ bi thương chúng sanh mà Ngài phải là lòng thương lê thứ đáo ta bà, đáo trở lại cõi ta bà này ăn chi, quý đồng đạo. Bộ cõi ta bà này bộ vui lắm, thương quý đồng đạo. Vì lòng từ bi mà Đức Thầy đáo lệ cõi ta bà này để cứu độ chúng sanh, chứ không phải đáo lệ cõi ta bà này để đi chơi, để đi du lịch. Mà vì lòng từ bi mà Ngài đáo trở lại cõi ta bà này, mục đích là cứu độ chúng sanh. Cho nên lòng thương lê thứ đáo ta bà thừa chuyển pháp luân dụng phí ca, để mà cảnh tỉnh người mê, rõ ràng sao đó, cảnh tỉnh người mê về bởi ngộ, dạy răng kẻ tục vượt lên hạ. Do vậy mà Đức Thầy vì lòng từ bi mà cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, mà sao quý đồng đạo, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân nên chẳng kể tâm thần lao khổ. Rõ ràng là Đức Thầy ở cảnh thiên trước là ở cõi cực lạc á, mà cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, nhưng mà vì lòng từ bi thương chúng sanh không có nỡ ở mà hưởng thụ, mà phải len lỏi xuống chốn phàm trần này đây. Cho nên Đức Thầy xuống đây đó, xuống cái cõi ta bà này chẳng khác nào như con lương mà chung trong bùn trong chỉnh như Đức Quý Đồng Đạo, chứ không phải đơn giản đâu. Do vì vậy mà Thầy nói là sao? Thân ta dường thể như lương, cứu dân chẳng nệ, nắng sương lắm đầu. Hay là muốn cứu thế, xá chi bùng chỉnh, hương quá sức nên ta bệnh rịnh, quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tâm thì sao? Thì ta chẳng an vui cực lạc. Chúng ta đọc qua cái đoạn văn này mình thấy thương cho Thầy. Nếu ngày giờ nào chúng sanh còn luân hồi, còn trong cái dòng trầm luân khổ đau, còn sống trong cái cõi ta bà thống khổ này, thì Đức Thầy không bao giờ ngơ nghĩ cái bổ nguyện Đức Thầy. Cho nên chính Ngài đã thệ nguyện, đó là gì? Phần sĩ tăng tay chống miệng kèn. Tay chống là gì quý vị? Là tay sáng tác kinh giảng. Mà miệng kèn tức là miệng thuyết pháp. Giác thiện tính chấn hưng nền Phật giáo. Nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi gọi khắp cả nhân gian, bể trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Chừng nào mà cái bể trầm luân này khô cạn hết, không còn chúng sanh nào luân hồi đau khổ nữa, thì Đức Thầy mới trở về nơi thanh tịnh. Phải nói là những cái đại nguyện, những cái đại từ, đại bi, đại nguyện để mà cứu độ chúng sanh rất là rộng lớn của Đức Thầy, thì chúng ta phải nói là thương cho Thầy vô cùng. Vì vậy thì hôm nay Đức Thầy Ngài cho biết là ta yêu chúng tức là vì lòng từ bi, vì lòng từ bi của đấng đại giác ngộ mà hôm nay vì thương chúng sanh mà xuất thân. Mà quý vị
biết rằng đó, muốn xuống cái cõi đời mà để cứu độ chúng sanh này, thì quý vị biết rằng đó là người mình sống trong cái cuộc sống này thôi. Mà quý vị thấy đó, như ví dụ như bây giờ đó là những cái người mà đang gặp nạn ở biển thì ví dụ có bão, có sóng to gió lớn gì đó mà người ta thông báo là bão đang đổ bộ vào nước ta hay gì đó, tức là đang di chuyển vào nước ta, thì lúc bây giờ thông báo là thuyền bè phải tìm nơi trú ẩn. Nhưng mà nếu như có những cái chiếc thuyền bè nào mà không có trú ẩn kịp mà bị sóng nó nhận chìm đó, có ai dám xông ra không quý vị? Lúc này đó là để chừng nào mà bớt sóng biển mà nó bớt đi đó thì người ta mới ra để mà ta tìm kiếm để mà vớt hay là cứu nạn được kia thôi, chứ không ai mà dám mà khi mà biển động dữ dội, sóng to gió lớn không ai dám xông ra cứu đâu. Nhưng mà đối với Đức Thầy chúng ta là đánh đại giác ngộ thì sao? Sống trong cái cõi đời này phải nói là như là cái biển lớn, như cái biển nó đang động dữ dội nè, tức là biển đang sóng to gió lớn nè, mà Nhật Thầy vẫn xông vào quý đạo. Ngài chỉ biết là bể trần sóng cuộn lao sao, tức là sóng nó cuộn lên, lao sao tức là sóng cuộn rất là dữ dội. Nhưng mà Đức Thầy sao? Ngài không có quản. Bể trần sóng cuộn lao sao, sông thuyền bát nhã lướt vào một khoen, tức là không có kể cái thân phận, không kể như là cái mạng số, mà Ngài chỉ biết là lóc sông thiền bát nhã lướt vào một phen, quản chi lực kém tài hèn. Đây là cái danh từ khiêm nhượng của Đức Thầy. Quản chi lực kém tài hèn, giàu đời bạc đãi, mặc dù là ra mở đạo dạy đời, nhưng mà đó là quý vị biết rằng đó là khi Đức Thầy ra đời mở đạo thì người ta sao, ta cho rằng là đâu đây mà có hùm béo khéo bài ba lát nghe theo làm gì, tức là họ không tin, cho nên dầu đời bạc đãi, tức là ta không thích không ưa. Nhưng mà thầy nói là ngọn đèn cứ nêu, tức là cứ thắp sáng lên cái chân lý Phật đà, soi từ đài cát xá liều. Đài cát là chỉ cho gì? Chỉ cho cái chỗ giàu sang phú quý. Xá liều là chỉ cho cái chỗ nghèo khổ với ông đạo. Tức là từ giàu đến nghèo Đức Thầy đều không bỏ. Xôi từ đài cát xá liều, cho người trị lạc, tức là cái người này là đi vào cái chỗ trị lạc hư hèn, như hồi nãy ông trung tá là Lê Văn Trai mà ông đã trình bày là bị nghiện ma tí được kia đó, tức là những cái người này là những người đi vào con đường trị lạc khổ đau. Nhưng mà nếu họ biết hoài đâu thì Đức Thầy cũng vẫn là sẵn sàng để giết họ. Cho nên cho người trị lạc biết điều nghĩa nhân, như vậy thì phải nói là cái giáo lý của Đức Thầy hôm nay ra đời để nhằm mục đích là cứu độ hết chúng sanh quý vị. Xong thiền ra là không bỏ chúng sanh nào hết. Nhưng mà đặc biệt một điều đó, Đức Thầy xong thiền ra, Đức Thầy đem thiền để mà cứu vớt mình, mà ngặt có một điều mình không chịu. Mình không chịu lên thiền thì làm sao Phật cứu mình được, phải không quý đồng đạo? Bởi vì cứu lương thiền chẳng cứu người hung, mà mình không chịu hoài đầu hướng thiện thì làm sao Phật cứu mình được. Do vì vậy mà hôm nay chúng ta phải giác ngộ, phải hoài đầu hướng thiện, thì Thầy nói là ai mà xét đến ăn năn hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng giác dùm, tức là không có bỏ. Như vậy thì thưa quý đồng đạo, hôm nay muốn nói rằng đó là ta yêu chúng giết ra giảng kệ, tức là muốn nói đến cái lòng từ bi vô lượng của Đức Thầy vô nhằn cái nơi chúng ta. Vì lòng từ bi mà Ngài phải trở lại cái cõi ta bà này để mà tìm mọi cái phương pháp để mà cứu độ chúng sanh. Do vì vậy mà trong lời chú, trong là Kinh Lăng Nghiêm đó, có nói như thế này: Như Lai giả dĩ tiên chứng nhập diệu giác quả hải, đáng bất xả chúng sanh, đáo giá tùy hàng nghịch lưu chi sức. Nghĩa là Như Lai là đắng đã chứng vào cái quả diệu giác rồi, tức là cái bậc đã chứng vào cái chỗ là chánh đẳng chánh giác rồi ha, tức là Như Lai giả dĩ ti chứng nhập diệu giác quả hải rồi, tức là đã đắc đạo hoàn toàn, đã chứng vào cái quả diệu giác rồi. Nhưng mà đẳng bất xả, tức là vì lòng từ bi gọi là đẳng bất xả mà Ngài phải là đáo giá tùy hàng, tức là vì phải cởi ngựa, phải chèo thuyền đấy, rồi nghịch lưu chi sức, tức là ngược dòng, ngược dòng trở lại đây, từ cõi Phật mà trở lại cái cõi đời cõi ta bà này, phải có phải là ngược dòng của cái gì. Do vậy mà Đức Thầy chỉ biết là hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta,
ở đây không phải là sứ của thầy, mà tạm dắt dân sanh khỏi ái hà, cho nên mới tạo sát quỳnh thanh danh sắc kẻ chờ thờ thiên định thiết phục ca. Như vậy thì hòa không hảo cảnh không phải sứ của thầy, mà vì thương chúng sanh mà trở lại đây thôi, cho nên gọi là đáo giá tùy hàng, tức là trở lại đây là cởi ngựa chèo thuyền. Mà cởi ngựa chỗ nào quý ông đâu? Đức thầy ngài cởi ngựa đây, dục gió cưu nhiều nỗi thảm thê, dạy sanh chúng cho rồi mới gặp. Đó là cởi ngựa đó quý ông đâu. Còn chèo thuyền là thuyền từ bi, thẳng cánh lướt sang qua đông độ với người hữu đức, đó là chèo thuyền. Như vậy thì đức thầy cởi ngựa chèo thuyền để trở lại cái cõi ta bà này, để nhằm mục đích là vì lòng từ bi để mà cứu độ chúng sanh. Nhưng mà thương với đồng đạo, nếu mà thương yêu chúng sanh vì lòng từ bi mà cởi ngựa chèo thuyền trở lại đây, mà bằng cái việc là trở lại đây thôi chứ không có thể hiện qua một cái phương tiện nào để cứu độ chúng sanh, thì không thể nào giải quyết được cái nỗi khổ niềm đau của chúng sanh được. Do vì vậy mà đức thầy phải thể hiện bằng cái công cuộc để mà cứu độ chúng sanh bằng cái hành động cụ thể quá, chứ không phải dùng cái lời nói suông, mà bằng cái hành động thực tế. Đó là khi ra đời võ đạo thì vì lòng từ bi vô lượng đó mà đức thầy ngài phải là trị bệnh độ đời, là cái công tác để mục đích là độ cho những người ít có căn lành. Khi đến được đức thầy trị bệnh, mà lúc bấy giờ trong cái giai đoạn năm Kỷ Mão 1939, đất nước chúng ta đang bị thực dân xâm lược với cái ách thống trị của thực dân Pháp, chúng đè đầu cởi cổ làm cho người dân chúng ta phải là chịu hết sức là biết bao nhiêu là sự khổ khó. Bởi vì chúng mục đích là để làm nhồi sọ cho cái người dân mình thiếu học thức và về vấn đề trường học cũng không phát triển, về vấn đề y tế, về vấn đề nông nghiệp sản xuất, chúng đều làm cho tê liệt. Vì vậy mà con người lúc bấy giờ trở nên là khổ khó và bệnh tật thì không có thuốc thang để mà chữa trị. Vì vậy mà khi đức thầy ra đời để mà ngài trở thành một cái vị thầy thuốc, một cái vị lương y để mà cứu chữa không biết bao nhiêu là những chứng bệnh hiểm nghèo đến để mà đức thầy trị bệnh, thì thưa quý đồng đạo, khi đến đức thầy trị bệnh thì hết bệnh rồi thì sao? Thì họ đều phát tâm để mà quy y, do đó mà để độ cho những người dưới dùng quyền diệu tiên gia, để độ bệnh cho những kẻ căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị trong quan. Như vậy thì độ cho những người mà hết bệnh này là những người ít căn lành. Và đặc biệt bên cạnh đó thì đức thầy muốn chuyển hóa những cái người ít căn lành này bằng cách là trị bệnh cho họ, để họ chuyển nghiệp cho họ, để họ hoài đầu hướng thiện để mà giác ngộ vô vi. Nhưng mà thưa quý đồng đạo, với cái phương pháp trị bệnh, mặc dù đức thầy có đầy đủ cái diệu năng để mà chuyển cái nghiệp của chúng sanh, nhưng không thể nào làm cho chúng sanh hết nghiệp được, mà phải mỗi người phải tự tu tập, tự giao sửa, tự loại bỏ những cái hành vi xấu ác của mình, tạo những cái nhân tố lành thì chúng ta mới loại bỏ những cái nghiệp được. Còn nếu không, chúng ta cứ tạo những cái nhân ác, cái nhân bất lành thì cái nghiệp mình không thể nào hết được. Do vì vậy mà mỗi người phải tự mình để mà gọi rửa chính bản thân mình mới hết nghiệp được. Vì vậy mà đức thầy chỉ là mục đích cứu cho mình hết bệnh, đó là để chuyển nghiệp mình thôi, chứ không thể nào làm hết nghiệp cho chúng sanh. Cho nên có thể nó trị bệnh chúng ta hết bệnh hôm nay, nhưng mà không thể nào hết bệnh được ngày mai. Nếu hết bệnh được ngày mai thì không thể nào hết bệnh được mãi mãi. Thầy có thể độ cho chúng ta hết chết hôm nay, nhưng mà chúng ta không thể nào hết chết mãi mãi, mà mỗi người phải tự giác ngộ. Khi chúng ta nhờ đức thầy chuyển cái nghiệp này để chúng ta sám hối hoài đầu, để cải tà quy chánh tu tập, thì từ đó chúng ta chuyển hóa để lần lần chúng ta mới gỡ bỏ cái nghiệp của mình được. Vì vậy mà đây là cái phương pháp để mà nhằm mục đích gieo duyên với chúng sanh, để chúng sanh được giác ngộ, và sau đó đức thầy thuyết pháp. Hãy mà miệng nhích môi thì đầy văn tao nhã. Cho nên khi đức thầy thuyết pháp thì ngài đờn những câu tỉ mỉ rung hồn, cho người lành giả ái bắt nôn, cúi đầu trước quy y Phật pháp. Thưa các bạn, như vậy thì khi đức thầy ngài thuyết pháp thì nhiều người
nghe được qua chân lý Đức Thầy, giác ngộ quy y tu tập. Nhưng mà đặc biệt thì Ngài xét thấy rằng những người có mặt lúc bấy giờ, những người mà được gần gũi, được đến nghe Đức Thầy thuyết pháp thì được giác ngộ quy y, còn những người ở xa không được nghe Đức Thầy thuyết pháp thì làm sao giác ngộ quy y. Rồi những cái đoàn hậu tánh sau này như tôi và đồng đạo mình không được gặp Đức Thầy, không nghe Đức Thầy thuyết pháp thì làm sao quy y. Cho nên vì vậy mà muốn rộng độ chúng sanh mà Đức Thầy phải áp dụng cái phương tiện thứ ba, đó là sáng tác kinh giảng độ đời. Vì vậy mà Ngài mới cho biết là ta yêu chúng viết ra giảng dạy. Đó là cái bi nguyện, cái lòng từ bi vô lượng của Đấng Đại Giác Ngộ mà để nhằm mục đích để cứu độ chúng sanh mà Đức Thầy phải viết ra giảng dạy. Thời Đức Phật đó thì Ngài chỉ là thuyết pháp, dùng khẩu thuyết thôi, chứ không có viết ra con chữ, không có viết ra con chữ. Trải dài thời gian sau này đó thì các vị tổ mới là kết tập lời của Phật rồi mới biên dịch ra, mà trải dài đến ngày hôm nay mới có kinh Luật Luận. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hôm nay mình may mắn vô cùng là chúng ta làm đệ tử của một ông Phật, và đặc biệt là được Đức Thầy Ngài chính tay Ngài thủ bút để mà viết ra những cái con chữ mà để kết tập thành cái cuốn Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý toàn bộ. Thì trong cái nội hàm của cuốn Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý toàn bộ này là những chân lý mà trên là thế giới giáo lý của Phật Đà, dưới là phù hợp căn cơ trình độ chúng sanh, mà Đức Thầy chúng ta Ngài đã nấu lọc thành văn, diễn bài thành lý để mà Ngài kết tập lại thành cái cuốn Thi Văn Giáo Lý, mà phải nói là Đức Thầy chúng ta dắt nước cốt của đồng đạo, dắt kẹo lại. Bởi vì chân lý mà Đức Phật khi xưa Ngài nói bằng ngôn thuyết mà được các vị tổ sư kết tập lại cái lần thứ tư đó, thì cái con số chữ nó là 9.600.000 lời của Đức Phật. Nhưng mà trải dài thời gian sau này các vị tổ sư mới truyền qua Trung Quốc rồi mới dịch ra cái lời của Phật đó, thì trải dài thời gian sau này đó là nó chạy ra cái con số chữ nó rất là cao luôn. Rồi quý vị biết là cái trong cái cuốn mà Đại Tạng Kinh đó, tức là cái cuốn này nó dày như vậy, là cái tập là 85 tập, mà mỗi một tập như vậy là nó 1.000 trang, mà 85 tập như vậy, mà hôm nay giáo lý của Thầy chỉ có 500 trang thôi quý đồng đạo, mà đằng này cái cuốn đó là 85 tập mà mỗi một tập 1.000 trang như vậy, nó gấp đó là gấp là tích 300 mấy chục lần của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Vì trải dài thời gian thì các vị tổ sư mới dịch giải cái lời của Phật, dịch giải ra mà nó, cái con số chữ nó lên đến là 29.750.000 chữ. Nếu mà so với giáo lý Đức Thầy đó là 89.188 chữ thì nó gấp tới là 300 mấy chục lần của là giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Vì hôm nay có phải là Đức Thầy chúng ta Ngài dắt nước cốt lại để mà viết ra giảng kệ, đó là dắt nước cốt lại, tức là những cái lời giáo lý của Đức Thầy đây là nước cốt đúng không đạo, tức là chẳng khác nào như là 3.000 trái dừa mà dắt kẹo lại thành con chén nước cốt, cho nên nó rất là kẹo. Và đồng thời những cái gì mà nó phù hợp với giáo lý Phật Đà thì Đức Thầy đem ra dạy mình, còn những cái nào mà nó không phù hợp, nó không phải là chân lý để đưa chúng sanh đến chỗ giải thoát thì Đức Thầy không có dạy mình. Cũng như Đức Phật khi xưa vậy, Ngài nắm một cái lá cây trong tay đó, Ngài hốt lá cây trong rừng đó, thì Ngài mới hỏi các vị tỳ kheo đó, này các vị tỳ kheo, lá cây trên tay Như Lai nhiều hay là lá cây ở đại địa nhiều? Thì lúc này các vị tỳ kheo mới bạch Đức Thế Tôn, lá cây trên tay của Ngài rất ít so với lá cây của đại địa. Thì Đức Phật nói cũng như thế đó, cái mà Như Lai hiểu biết đó, thì chẳng khác nào như lá cây ở đại địa, mà cái mà ta đem dạy các ngươi thì chẳng khác nào như lá cây trong tay vậy. Tức là những cái gì nó có liên quan đến vấn đề giác ngộ, vấn đề giải thoát sanh tử, vấn đề trừ phiền não tham sân si thì ta đem dạy ngươi. Còn cái nào nó không liên quan đến cái vấn đề mà tu tập để chuyển hóa, để giác ngộ, để mà được minh tâm kiến tánh thành Phật, để được giải thoát, mà nó không liên quan thì không bao giờ được Phật đem ra dạy. Vì hôm nay Đức Thầy vô vàn cái nơi chúng ta, Ngài cũng chắc lọc lại những cái gì nó tinh túy nhất để mà giáo dục, để mà dạy dỗ mình. Do vậy thì ta yêu chúng viết ra giảng kệ, tức là Đức Thầy sáng tác
kinh giảng đúng trong đạo à, gọi là viết ra giảng kệ. Bởi vì nhằm mục đích đó là gì? Để mà rộng độ chúng sanh. Bởi vì ngài cho biết là chớ nước sông mà bị gào thưa, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết, nên phải tạm mượn cây ngồi viết đem đạo màu như hạn cho mưa, đặng tố cần tâm ý người xưa chữ thầm thâm trong kinh Phật giáo. Hay là viết một ngọn lưỡi này một tấc để gì? Đem đạo lành ban rải nơi nơi, mãn chờ trong ba tánh thảnh thơi, khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy yêu chúng viết ra giảng kệ. Giảng kệ là gì? Thưa quý vị, giảng kệ tức là muốn nói. Ở đây nếu cái từ ngữ giảng kệ này tức là Đức Thầy ngài sử dụng trong cái hệ thống giáo lý của ngài, thường là giảng và kệ. Đặc biệt đó thì chúng ta muốn nói đúng vào cái từ ngữ này đó, thì giảng kệ đó là gì? Tức là chỉ cho bốn cái quyển giảng, đó là giảng và kệ. Khi Đức Thầy ngài ra đời thì năm Kỷ Mão 1939, và đặc biệt là ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão, thì đến cái câu đó là 363 Đức Thầy viết ta yêu chúng viết ra giảng kệ. Như vậy thì ở đây muốn nói giảng ở đây là từ cái quyển nhất đó là sấm giảng, cái quyển ba đó là sám giảng, thì đây gọi là giảng. Còn kệ đó là cái quyển nhì đó là kệ văn, cái quyển tư đó là giác mê tâm kệ. Đó là bốn quyển giảng mà được Đức Thầy ngài cho biết là đục trong bốn cuốn ngọn ngành, khuyên đời trao dĩa chữ lành cho xong. Hay là giảng với kệ ra đà bốn cuốn, ít có người khám rõ cơ quyền. Như vậy Đức Thầy viết ra giảng kệ, đây là cái bài quyển tư này Đức Thầy nói là ta yêu chúng viết ra giảng kệ, thì chính ngay trong lúc bấy giờ Đức Thầy sáng tác là mới có bốn quyển giảng. Thì muốn nói cái từ ngữ giảng kệ ở đây là chỉ cho bốn cái quyển giảng. Còn nói rộng ra thì giảng kệ ở đây là chỉ cho toàn bộ sấm giảng thi văn cho Đức Thầy. Đó là cái hệ thống giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo, đó gọi là giảng, đó gọi là kệ. Nếu nói giảng thì chỉ cho toàn bộ sấm giảng thi văn cho Thầy cũng có thể gọi là giảng. Nếu nói là kệ thì toàn bộ trong sấm giảng thi văn cho Thầy cũng gọi là kệ. Do đó mà Đức Thầy sử dụng từ giảng kệ rất là nhiều trong sấm giảng thi văn giáo lý của ngài. Như ngài cho biết trong cái đoạn này, tức là ngài giới thiệu chúng ta thấy rằng đó là giảng mà nó rất là cần thiết đây. Giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn, dạy ở, chữ tu vuông tròn. Đó là giảng đó quý vị, phải không? Như vậy Đức Thầy nói về danh từ giảng. Rồi kệ, Đức Thầy giới thiệu kệ nó đây. Kệ là sao? Ngài cho biết đó là gì? Người nào đâu có Phật tánh lành, sao nói vậy? Xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuận. Đó là kệ. Hay là giảng ở đây, ma ha phoàn nhỏ dọn rồi đa, bước xuống đi qua bến giác mà, sao hỡi chần chờ ta réo mãi. Réo mãi là kêu lớn lên, kêu hoài đó quý vị, mãi là hoài, mà kêu lớn lên kêu hoài mà mình không chịu bước xuống. Cái thiền Đức Thầy dọn sẵn rồi, kêu mình bước xuống mà mình không bước xuống. Cho nên Đức Thầy nói là sao hỡi chần chờ ta réo mãi. Rồi sao nữa? Dân tình xem giảng cứ ngầm ngà. Rõ ràng Đức Thầy cái điều đó là giảng. Sao cái gì? Rồi kệ, Đức Thầy cũng nói kệ nữa. À, Đức Thầy nói sao? Kệ kinh tụng niệm điêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Như vậy thì muốn nói rằng giảng kệ ở đây là chỉ cho cái hệ thống chánh pháp giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo thì gọi là giảng kệ. Như vậy thì ta yêu chúng viết ra giảng kệ. Viết ra giảng kệ để chi quý thần đạo? Viết ra giảng kệ để mình đọc chơi hả? Để mình đọc ngâm nga cho nó có giọng có điệu hả? Nghe cho nó hay hay sao? Cho nó dễ ngủ hay gì?
hay là đọc để ru con ngủ. Thưa quý đồng đạo, mục đích Đức Thầy viết ra giảng kệ để giúp tôi và đồng đạo mình làm sao chúng ta phải tư duy, phải quán chiếu qua cái lời dạy trên để áp dụng trong cái đời sống tu tập của mình. Đó là Đức Thầy Ngài chỉ dạy chúng ta khi đã coi giảng thì sao? Phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu, mình lầm lỗi thì dứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Như vậy thì khi đã coi giảng thì phải tự xét mình. Do đó mà chúng ta đọc giảng, học sấm giảng là mục đích để chúng ta tìm hiểu nghĩa, để chúng ta làm sao tự soi xét lại mình với đồng đạo mình. Do đó mà ở đây đồng đạo mình mà hồi nãy hai đồng đạo đến đọc đó, mà trong cái tác phẩm quyển tư này đến đây mà ngâm nó cái giọng rất là trầm bổng dương, nghe rất là hay. Cái này rất là bổ ích với đồng đạo à. Khi được đồng đạo mà đọc lên cái giọng nó trầm bổng như vậy, nó dễ gốt vào tai của cái người nghe, và đồng thời cái giáo lý Đức Thầy nó sâu sắc, nó nhiệm màu vô cùng. Khi chúng ta nghe qua, nghe lợi, nghe tới, nghe lui rồi nó làm cho nó thấm vô lòng mình. Thì có đôi khi bất chợt mình làm cái gì sai đó, mình nghe tới cái câu giảng nó giật mình hết hồn liền, nó chàng ơi, cái này Đức Thầy dạy mà mình làm vậy là sai rồi. Thế nào giờ mình không biết, nhưng mà khi nhờ nghe cái câu giảng này đó, cái tự nhiên cái mình tự mình giác ngộ, tự mình khắc phục, tự mình trao sửa lấy mình. Cho nên Thầy mới dạy là coi kệ này, sao vậy? Mình sửa lấy mình. Như vậy thì không ai sửa cho mình được đâu quý đồng đạo mà. Mình coi để mình hiểu, mình sửa cho mình, chứ không đồng đạo nào mà đây sửa cho mình được. Mà chính bản thân tôi và đồng đạo mình phải làm sao tự hiểu lời Thầy dạy để mình tự khắc phục, tự sửa lấy mình. Chứ không phải ai sửa cho mình đâu. Cho nên Đức Thầy dạy chỗ này, coi rồi phải sao? Phải thân mình sao? Tự trị. Trị ở đây tức là mình phải soi xét, phải coi, sửa lấy mình, nó gọi là tự trị. Chẳng đổ xong, Phật khó dắt nhiều. Phải không đạo? Mà có đôi khi mình coi rồi mình không có tự trị mình không có sửa mình, Thầy nói ai ai hãy ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Mà đặc biệt cái tánh xấu của mình không có coi, mình không có kinh đâu, mình còn giấu lại nữa. Nhiều khi tánh xấu mình còn sợ đồng đạo biết, còn giấu lại nữa. Mà thay vì cái tánh xấu của đồng đạo mình, nó có đôi khi mình thấy được cái người ta sợ là mất uy tín này kia, nó ta giấu. Mình thì mình kiếm người này người kia để mình nói ra cái ông này như thế này, bà kia như thế nọ được kia. Là mình đi nói những cái lời, những cái việc mà đồng đạo mình đã làm gì sai trái đó, cái mình có đôi khi mình hay nói những cái chuyện đó. Mà cái gì cái xấu của mình đó, tại sao mình không nói cho đồng đạo mình biết, đang sửa mình sao vậy? Cho nên ở chỗ này đã có đôi khi chúng ta tu mà nhiều khi mình tu lộn. Nếu mà đồng đạo mà thấy được cái xấu của mình mà thật sự mình xấu lắm thì sao? Cái này là thầy của mình, mình phải mang ơn cái đồng đạo đó, tức là để từ đó mình khắc phục, mình sửa mình. Do vậy vậy mà hôm nay đó, nếu mà đồng đạo mà chỉ chỗ cái xấu của mình là cái này là người ơn của mình, đúng không nào? Và đặc biệt trên diễn đàn này quý vị cũng vậy. Quý vị muốn cho tôi được tiến hóa thì quý vị cứ việc bổ chính những cái gì còn thiếu sót, tôi xin chân thành đa tạ. Quý vị cứ việc bổ chính, cứ việc nhắc nhở để giúp cho tôi càng ngày càng được tiến hóa hơn. Còn quý vị mà khen mà nhiều khi khen để lấy lòng, mà chúng tôi có những chỗ nó không đúng, những chỗ nó còn là thiếu sót gì đó mà quý vị không có bổ chính đó, thì coi chừng quý vị không giúp cho tôi tiến hóa mà giúp cho tôi thối hóa. Bởi vì mình không tiến bộ là những cái mình sai lầm mình không khắc phục, mà mình cứ cho rằng mình hay, mình đúng, mình giỏi. Do vậy mà hôm nay cần phải làm sao để chúng ta thấy được cái sai để mình sửa, thì đó là chúng ta mới tu với đồng đạo. Bởi vì là con người thì sao? Nhân quyền nghiêu thứng bất năng mọi sự tặng thiện. Là con người đâu phải như vua nghiêm vua thứng mà mọi sự đều thiện. Cho nên ai cũng có cái sai, ai cũng có cái đúng, ai cũng có cái hay, ai cũng có cái dở. Và có điều chúng ta biết được mình cái nào dở để mình khắc phục, mình sửa, thì mình hoàn thiện. Vì vậy mà tôi và quý đồng đạo mình phải làm sao? Mình phải soi xét lại cái sai, cái dở của mình để mình tu, mình khắc phục. Thì đó là chúng ta tu đúng đường đạo. Vì Thầy nói là ai hãy ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Vì thì mình xét mình chứ đâu có xét đồng đạo, phải không? Do đó mà nhiều khi chúng ta tu lâu rồi tính lộn. Mình lo tu dùng đồng đạo, lo tu xét dùng đồng đạo, là coi chừng chúng ta tu lộn đúng đường đạo. Nhiều khi mới tu thấy dễ thương lắm, đi tới đâu rồi đó thì ngồi im ru rồi nghe. Ai nói gì cũng lắng tai nghe để học hỏi, nhưng mà học hiểu được ba mớ rồi, được biết được câu kinh câu kệ rồi, đi tới đâu rồi đó là ta đây à, hiểu hơn người. Ai nói gì cũng không chịu nghe, không chịu lắng nghe,
mà còn mình còn là chỉ trích, còn là thấy người ta tu vậy cái mình cho rằng người này tu đúng, người kia tu hay, người ta tu dở được cái này nọ, thì làm lần lần đó thì sao? Mình tu biết như vậy lần lần đồng đạo người ta gặp mình ta bét bét không, ta bỏ vô lái không, tức là ta sợ mình, ta gặp mình là ta né né không, là coi chừng mình tu không có đúng pháp, phải không đạo? Cho nên mình tu phải làm sao? Càng ngày mình phải cảm thông, phải thương cho đồng đạo. Nếu như đồng đạo nào mà có làm gì sai quấy đó thì sao? Mình phải đến động viên, đừng nên nói xấu, mà đến gần gũi những đồng đạo đó để mình động viên, để mình trợ viên, đó là mình kéo người ta lại, đúng không đạo? Vì người ta đang gơ xuống vực thẳm, mà đằng này mình thấy người ta gơ xuống vực thẳm mà ta làm sai rồi mà mình còn đẩy người ta xuống cái nữa thì rồi không có đường lên, thấy không vậy? Mình còn nói để cho mọi người biết này kia nọ là làm cho ta không có đường quay trở lại. Cho nên nếu mà khởi lên tâm tự bi như lời Đức Phật Đức Thầy chỉ dạy thì người ta làm sai làm quấy đó là do nơi cái nghiệp, do nơi gì họ chưa nhận thức được, chứ họ cũng biết tội biết phước. Nhiều khi họ làm đây là do nơi gì, lúc đó họ không kiềm chế được bản thân gì đó, thì mình phải làm sao để mà giúp họ trở lại. Bởi vì nói chung trong cuộc sống này đó, dù con người có tội lỗi đến đâu đi nữa mà biết hoài đầu, biết sám hối, biết hướng thiện, thì cái người này là cái người đó là cái người này là người quân tử, người quân tử, để rồi họ trở thành là cái bậc thánh giả sau này. Do vậy quý vị coi trong mà chuyện cổ Phật giáo, Đức Phật khi xưa sở dĩ ngài được thành Phật đâu phải là đương nhiên mà ngài là bậc thánh đó đâu, mà ngài là cũng phàm phu, một con người cũng sống, cũng có nhiều khi cũng bất khí với cha mẹ, nhiều khi cũng làm khổ đau người này người kia, nhưng mà nhờ sự giác ngộ tiến hóa lần lần mới đạt được kết quả. Thì hôm nay mình phải nhìn nhận chỗ này để chúng ta đồng đạo mình, nếu mà ai mà tu dở tu tệ cái nào đi nữa mà được đồng đạo mình mà nắm kéo hoài thì cuối cùng cũng thành công, phải không? Mà thầy dạy chỗ này đây, thầy điều thứ 8 sao? Tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha. Rồi sao đó quý vị? Dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Cái danh từ dìu là gì? Dìu là cái người này đi không nổi, tức là đi không nổi phải dìu, hai ba người xúm nhau dìu là đi không nổi. Còn dắt là cái người này họ mạnh nhưng mà họ không biết đường, cho nên mình chỉ dắt cái đường họ đi theo thì dắt. Còn dìu là những người đi không nổi, tức là những người này gì? Họ bị tội lỗi, họ bị là mặc cảm gì đó mà chúng ta đến để động viên, đây là dìu của mình đâu, nó ý nghĩa vô cùng. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy mục đích là viết ra giảng kệ để nhằm mục đích là để giúp cho tôi và đồng đạo mình, để mà làm sao chúng ta ứng dụng trong cái quá trình tu tập của mình để đạt được kết quả. Do đó mà Đức Thầy mới giải tiếp sao? Khuyên tăng đồ cùng các tín đồ. Như vậy thì tăng đồ là gì? Tăng đồ là chỉ cho cái hàng xuất gia, gọi là tăng đồ ha, tức là những cái hàng xuất gia trong cái đạo Phật gọi là tăng đồ. Mà tín đồ tức là chỉ cho cái hàng tại gia. Như vậy thì Đức Thầy chúng ta là một vị Phật có đầy đủ cái điều kiện, có đầy đủ cái tư cách để mà khuyên nhắc nhở giáo dục tất cả chúng sanh, trong đó có hạng xuất gia và hạng tại gia. Do vì vậy mà Đức Thầy chúng ta là một vị Phật thì ngài có đủ cái điều kiện, có đủ cái khả năng đó. Cũng như thay vì một cái vị bác sĩ có đầy đủ cái điều kiện để mà khám chữa bệnh cho tất cả những bệnh nhân đến thì đều có đầy đủ cái điều kiện để mà chẩn đoán, đều để đầy đủ cái điều kiện để mà kê toa, để mà ra thuốc. Thì bệnh nhân ở đây là gì? Là chỉ cho những cái hàng xuất gia, cũng là chúng sanh, cũng là những người còn trong phiền não, còn trong tham sân si, thì là những người bệnh. Những hàng tại gia cũng là chúng sanh, cũng còn phiền não, cũng còn tham sân si. Thì Đức Thầy là một vị Phật, ngài đã toàn năng toàn giác, gọi là sáng suốt hoàn toàn, tức là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn rồi. Do vậy mà ngài có đủ cái điều kiện, có đủ cái tư cách để mà khuyên tăng đồ cùng các tín đồ. Như vậy thì khuyên tăng đồ ở đây Đức Thầy khuyên những cái gì quý đồng đạo? Thì trong toàn bộ sấm giảng thư văn giáo Đức Thầy thì có nhiều chỗ Đức Thầy nhắc nhở những cái người xuất gia mà tu hành không chân chánh. Những hạng xuất gia tu hành chân chánh thì Đức Thầy nhắc nhở là sao? Ta nên cung kính các tăng sư tu hành chân chánh, nếu các ông ấy dạy điều chánh lý ta phải nghe lời.
Còn mình biết rõ là những người tu dối thế như mấy ông thầy đám thì bài trừ triệt để, hầu giảng dạy cho quần chúng cùng tín đồ nhà Phật hiểu, đặng xa lánh họ. Tức là những ông thầy đám ở đây là gì? Là những người chuyên tụng kinh, mà tụng kinh mướn để mà lấy tiền. Tức là chuyên về tụng kinh, thí dụ như ai chết đó, đến rồi ra giá rồi tụng này cái nọ đó. Thì những người này là những tu hành, là những vị mà tu hành dối thế mà Đức Thầy Ngài đã khẳng định. Như vậy thì ở đây Đức Thầy khuyên nhắc rất nhiều về những cái hàng mà tại gia, cũng như cái hàng xuất gia mà Đức Thầy Ngài đã chỉ dạy rất rõ đây. Mong tiếng kêu thấu đến tòng lâm. Tòng lâm là chỉ cho cái hàng xuất gia đây. Cùng thiện tính ba gia hưởng ứng. Thiện tính là chỉ cho cái người tại gia, ba gia là chỉ cho tất cả mọi người, gọi là cùng thiện tính ba gia hưởng ứng. Thấy không? Mong tiếng kêu thấu đến tòng lâm, cùng thiện tính ba gia hưởng ứng. Tùy thiện tính hiểu ta giả thiệt, phải không? Phải. Cùng thiện tính ba gia hưởng ứng, muốn Phật giáo, xin lỗi, muốn Phật giáo từ nay bền vững thì sao? Đừng riêng lo lợi dưỡng một mình. Nếu xuất gia, Đức Thầy dạy cho các hàng xuất gia đây, nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo, chớ giả dối mà mang sắc áo, mượn bồ đề chuỗi hộ lè người, làm cho dân kinh dễ ngạo cười, tội lỗi lực nào dung thứ, tu còn ham chay to đám bự, đặng thế gian dưng cúng bạc tiền, dối gần lo tu bổ chùa chiền, mà làm bổ xài riêng cho thỏ, bảo làm sao dân không xa ngã, nghe lời rù tông nọ phái kia. Từ cái lời rù tông nọ phái kia chia rẽ cho nên cả tăng đồ trong nước chia lìa, riêng pháp bảo, riêng chùa, riêng Phật, trong bá tánh sầu thành chắc ngắt, mãi nghi nan chẳng biết ngàn chẳng biết đàn nào, lòng mến yêu chẳng nể công lao, mượn bút mực đôi lời chẳng thiết. Chúng ta đọc qua nguyên một đoạn văn, chúng ta thấy phải nói là Đức Thầy chúng ta là một vị Phật, Ngài mới dùng cái khẩu khí để mà khuyên những cái người xuất gia và những người tại gia để làm sao để tu cho đúng, để nhằm mục đích để mà chấn hưng Phật giáo chúng ta. Cho nên trong đoạn văn này chúng ta đọc qua, chúng ta thấy rằng Đức Thầy chúng ta là một vị Phật với cái lòng từ bi vô lượng mà giáo dục dạy dỗ chung, không có một cái lời châm biếm và không có một cái lời chê bai, mà đây là cái sự giáo dục bằng cái lòng từ bi của một vị Phật, không có châm biếm cái đồng đạo. Mà muốn làm sao để chấn hưng Phật giáo mà Đức Thầy Ngài cho biết là chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, để làm chi? Chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Vậy thì nhằm mục đích là chấn hưng Phật giáo. Do đó mà hôm nay Đức Thầy mới khuyên tăng đồ, tức là những người xuất gia phải làm sao phải tu chân chánh. Nếu xuất gia ngủ giái gắn gìn tu chân chánh mới không khổ tiến, chứ còn cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Bởi vì sao? Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Do vậy mà tu mà không có hành của đồng đạo không? Mặc dù là kinh sử thì lão thông, tam tạng kinh điển thì lào lào, nhưng mà bên trong về vấn đề giao sửa tu tập thì hầu như là rất là ít. Số người để mượn cái hình thức để mà nhằm mục đích vụ lợi thì Đức Thầy Ngài cảm thấy rằng làm cho Phật giáo suy đồi. Do đó mà Ngài mới vì lòng từ bi mà kêu gọi những người xuất gia, những người tại gia nếu giác ngộ quy đầu Phật thì phải làm sao tu chân chánh mới không hổ tiếng được đâu. Bởi vì Thầy chứ biết làm sao, tu thật tâm thì sao quý vị? Thì được thảnh thơi. Mà tu giả dối thì sao? Thì lao thì lý. Cho nên vì lòng từ bi, Đức Thầy thương cho những vị xuất gia mà tu hành giả dối, thì sau này sẽ bị đọa, bị khổ. Cho nên Đức Thầy Ngài mới khuyên thưa với đồng đạo, vì lòng từ bi là cái lòng
thương chung cho tất cả chúng sanh. Do vì vậy mà Đức Phật đó thì Ngài có lòng từ bi vô lượng mà không dị tình một ai. Do đó mà chẳng khác nào như là Đức Phật chẳng khác nào như là một cái cơn mưa, cơn mưa pháp tùy theo cái trình độ, cũng như chẳng khác nào tùy theo cái ngôi nhà. Thể cái mái nhà lớn thì sao, hứng nước mưa được nhiều, cái mái nhà nhỏ thì hứng nước mưa được ít. Do đó mà Đức Phật không dị tình ai. Thể cái người trình độ căn cơ cao thì hiểu giáo lý Đức Thầy sâu, ứng dụng tu tập thì kết quả cao. Những người trình độ căn cơ thấp thì hiểu giáo lý ít thì tu tập thì đạt cái kết quả thấp, thì tùy theo cái trình độ. Chứ Đức Phật không có dị bụng ai. Do đó thì hôm nay vì lòng từ bi mà Ngài khuyên hết tất cả chúng sanh, đó là khuyên tăng đồ cùng các tín đồ. Đây chi? Nghe cạn lời chớ có mờ hồ. Bây giờ nghe cạn lời là sao quý vị? Tức là nghe cạn lời là phải nghe hết ý, phải nghe cho cặn kẽ, chứ đừng có mơ hồ. Nghe không hết ý, nghe không cặn kẽ rồi đó là chúng ta làm không có trúng, tu không có đúng, không có đạt được cái kết quả. Cho nên nghe cho kỹ, nhớ cho sâu, phải không? Tức là phải suy nghĩ làm sao phải nghe cho kỹ, nhớ cho sâu, rồi chúng ta trì hành để mà chúng ta đạt được cái kết quả. Vì vậy mà hãy mà nghe cạn lời đó là chúng ta phải dùng cái tư duy quán chiếu suy xét bằng cách thấu đáo mà Đức Thầy dạy là điều thứ bảy: đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán những cái đó. Là chúng ta nghe cạn lời đúng không đâu. Còn nhiều khi mình nghe mà không cạn lời thì nghe làm sao? Có đôi khi tôi nói giờ mình cái hàng xuất gia mình nói trước đi, nghe không kỹ rồi trách, nói rằng tại sao giáo lý Phật giáo hòa hảo á, tại sao lại là viết một cái đoạn này là thầy chùa như thể cây sơn, ngoài da ngôi chắc trong thờ mỗi ăn. Vì nói như vậy là đụng chạm đến là tôn giáo bạn. Cho nên đó là nhiều lần đó là bên tôn giáo bạn là kêu phải cắt bỏ cái chỗ này. Nhưng mà quý vị biết rằng Ban trị sự Trung ương đã khẳng định và đồng thời đã có trao đổi với là bên đó là nội vụ của tôn giáo, và đồng thời đã đi đến thống nhất đó là cái này là chân lý Đức Thầy nói. Cho vì vậy mà các tôn giáo bạn đều phải chấp nhận. Bởi vì sao? Đọc tiếp một đoạn nữa mới thấy được, chứ mình nghe không cạn lời. Thầy nói là thầy chùa như thể cây sơn, ngoài da coi chất trong thờ mối ăn. Nhưng mà sao? Buồn thay cho lũ ác tăng, làm điều dối thế cho hư đạo màu. Như vậy thì thầy chùa như thế cây sơn này là những vị ác tăng. Còn những vị tăng tu hành chân chánh thì Đức Thầy cũng ngài kêu gọi là ta nên cung kính các tông sư tu hành chân chánh. Còn cái chỗ này là cái chỗ là ác tăng. Cho nên phải hiểu cho kỹ, cho cạn lời. Chứ mình đọc chưa có hết đoạn văn mình ngắt ngang cái thì cái này nó không được. Do vậy mà hôm nay Đức Thầy chỉ dạy chúng ta rất là rõ ràng. Không có phải là chỉ dạy bằng một cách đó là nó mơ hồ, mà đâu đó nó rõ ràng chân lý cụ thể mà chúng ta đọc không hết, nghe không kỹ, rồi chúng ta chấp văn tự thì có đôi khi chúng ta không có thông thoáng được. Vì vậy mà chúng ta bị kẹt, bị vướng mắc. Cũng như thay vì chỗ này đi, Đức Thầy dạy về cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo. Bây giờ Đức Thầy dạy mình mà mình không nghe cạn lời thì nó tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Mình không nghe cạn lời cái mình nói thầy dạy tu không cần lại cần quỳ mà, cho nên không cúng lại gì hết, khỏi lại khỏi quỳ. Cái này là chúng ta nghe không cần lời cũng đã. Bởi vì cái tu á thì không cần phải lại quỳ, là bởi vì tu là chỗ nào cũng sửa hết. Cho nên thầy mới dạy là ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Tức là cái vấn đề phương pháp tu tập không phải đợi tới mình cúng mình lại mình quỳ mới sửa. Nếu mà đợi cúng mà lại quỳ mới sửa thì nó không hết chuyện. Mình đang làm việc ác, đang làm những việc tội lỗi đây mà mình đợi tới cúng quỳ mới sửa thì cái điểm này đâu có đúng. Mà phải tu ngay chỗ này, tu ngay cái chỗ mà chúng ta làm việc quấy đây, chúng ta thấy cái này chúng ta ngừng lại, đó là tu. Làm cái này tội lỗi nè, dừng lại, đó là tu. Cho nên mọi lúc mọi nơi chỗ nào cũng tu hết, chứ không phải đến lúc lại quỳ đâu. Cho nên tu không cần lại quỳ là chỗ nào, mọi lúc mọi nơi chỗ nào cũng tu hết, cũng sửa hết, chứ đâu phải đợi tới lại tới quỳ mới sửa. Còn cái cúng lại nghi thức, cúng lại sớm chiều đây là cái nghi thức thường hành của người tín đồ Phật giáo hảo, chúng ta phải nhớ.
là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm. Mà món trợ đạo là cái gì? Đồng đạo mình nhiều khi chỗ này mình cũng mờ hồ nữa đây. Bây giờ thành nó món trợ đạo tức là nó không cần thiết. Thay vì mình nói thành nên không cần thiết gì nhắn được cũng lại. Nhưng mà thưa quý đồng đạo, món trợ đạo này đó chúng tôi nương ra chỗ này. Thay vì giờ mình có giống, mình lúa mình á, bây giờ thay vì mình có giống tốt nha. Giống này là giống gặt luôn á, tức là được á, là bên á là khoa học người ta đã chắc lọc cái giống này, ta lựa ra tách hạt ra đâu đó là giống này thuần giống, giống tốt, giống nguyên chủng ví dụ vậy. Nhưng mà quý vị không có cái trợ đó là gì? Đất, nước, phân, người chăm sóc thì làm sao cái giống này nó nảy mầm, nó phát triển để nó đơm hoa, nó kết trái để mà chúng ta gặt hái được. Ví dụ có giống không? Thì ở đây trợ đạo đó là đất, là nước, là phân, là kỹ sư chăm sóc, đó là trợ đạo đó. Như vậy thì cái cúng lại hàng ngày nó nhắc nhở mình chẳng khác nào như đất, như nước, nước như phân. Mà cái sự tu của mình đó là cái hạt giống để làm sao cho cái hạt giống này nảy mầm, thì nhờ đất, nước, phân là nhờ chúng ta cúng lại sớm chiều. Vì vậy Đức Thầy nói là sớm với chiều gắn kiếu nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dựa thế, hay là sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy chớ lời đừng sai. Thôi không đạo, do vậy mà chúng ta hiểu nhầm cái chỗ này tu không cần lại cần quỳ cái mình không cúng lại nữa. Thôi tu bỏ cúng lại là chỗ này chúng ta nghe không cạn lời, mình mơ hồ. Còn Đức Thầy dạy mình là về nghi thức lễ bái thờ cúng là nó khác, còn cái tu là nó khác. Bởi vì tu là mỗi lúc mọi nơi chỗ nào cũng tu hết. Do đó chúng ta hiểu được cái chỗ này đó thì chúng ta mới nghe cạn lời. Phải không nào? Như vậy nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tức là chúng ta không có mờ hồ là gì? Tức là mình phải đặt trọn niềm tin vào lời dạy Đức Thầy. Tức là chúng ta phải xác quyết được cái niềm tin đó là Đức Thầy chúng ta là Phật. Còn mình mờ hồ nhiều khi đó, mình không biết Đức Thầy ra đời dạy đạo mà không biết có phải là ông Phật không. Quy y thì thấy ta quy y cũng bắt chước quy y theo, thấy ta tu bắt chước tu theo. Thì cái này là chúng ta không hiểu được qua cái lời dạy Đức Thầy, chúng ta mờ hồ thì sao? Thì dễ bán đồ nhiên phế, dễ bỏ đạo thôi tu. Tức là thấy ta tu tu theo thôi. Cho nên Đức Thầy dạy chỗ này, đừng thấy người ta thờ Phật rồi dối giá lập bàn thờ Phật, đây là mờ hồ. Phải không? Mà lúc đó ta chưa hiểu Phật như thế nào, rõ ràng là mờ hồ thôi. Đừng thấy người ta theo mối đạo nào đông đảo rồi ta dội vàng theo đạo ấy, mà lúc đó ta chưa hiểu giáo lý ấy như thế nào, đó là mờ hồ. Cho nên hôm nay khi chúng ta quy đầu Phật thì sao? Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Mình phải hiểu tại sao mình tu. Qua lời Đức Phật, Đức Thầy chỉ dạy chúng ta hôm nay hiểu được mình tu là gì, mình thấy được cái nhân quả, hãy gieo nhân gì nữa quả đấy. Mình tu là biết được sát thân là vô thường, do đôi con người sống đây là sanh già bệnh chết. Mình tu ở đây là vì mục đích là chúng ta vì hiếu thuận mà chúng ta tu, ví dụ vậy. Mình tu ở đây là gì? Vì nghiệm tức khổ nè, tu ở đây là vì nghiệm nhân quả nè, tu ở đây là nghiệm tức khổ nhân căn. Thì nhờ đó mà chúng ta giác ngộ tu, thì mình hiểu được cái lý này thì sao? Thì giúp cho mình trong cái quá trình tu tập mình tiến bộ. Còn không hiểu gì hết thì sao? Thấy ta tu bắt chước thì vui thì tu, mà khi nào buồn thì kỹ. Nghe nói là đời tớ thôi cũng chạy theo tu, nhưng mà qua rồi cái ngày đó tháng đó ta khẳng định mà cuối cùng qua rồi. Mới đầu nghe ngày đó tháng đó rồi xúm cho ăn chay, quy ăn chay đâu đó ăn là tủ mà thiếu điều bát không đủ, phải không? Lo tủ sản xuất không kịp. Nhưng mà qua mấy cái ngày đó rồi sao gơ gớt lần lần, là do nơi gì mình không hiểu, mình mơ hồ. Vì vậy mà Đức Thầy dạy chúng ta là nghe cạn lời cho có mơ hồ, tức là mình phải xác quyết được qua cái giáo lý, qua lời Thầy chỉ dạy, để chúng ta một lòng tu tập, chúng ta mới là tu một cái con đường mà chúng ta giác ngộ đó là một cái con đường thẳng, không có quẹo qua quẹo lại nữa. Tức là cứ một đường thẳng vẫn mà mê, ôi chừng đó mới là mầu nhiệm. Tức là chúng ta quyết định tu rồi thì chúng ta không bao giờ bỏ cuộc, phải không? Rèn lòng giữ dạ sắt đinh, đừng phai đừng lợt thân mình đến thơ. Tức là phải cứng như sắt mà phải chắc như đinh gì, và phải lúc nào cũng luôn luôn là nó đậm một cái màu sắc, tức là không phai không lợt, lúc nào cũng tinh tấn tu tập, lúc nào cũng trì hành thay với Đức Thầy, chứ không phải là bữa nay tu rồi tinh tấn, ngày mai tu dễ đãi. Nên như vậy thì chúng ta đó là chúng ta cũng mờ hồ. Như vậy thì nghe cạn lời chứ có mờ hồ, tức là chúng ta phải hiểu qua cái lời dạy Đức Thầy để không bị lầm, không bị lạc, không bị lâm chấp.
Lạc là gì? Lầm là gì? Lầm ở đây tức là có đôi khi mình tu theo ông Phật rồi, quy theo ông Phật rồi mà mình không hiểu ông Phật, còn chạy theo ông Phạm là lầm. Mà chạy theo ông Phạm đó là tu không có đúng theo chân lý Đức Thầy thì đó là lạc, lạc pháp. Thưa quý vị, cho nên lạc ở đây tức là chúng ta bị đi vào cái con đường đó là gì? Cái con đường nó sai, nó không đúng chân lý. Thí dụ như thay vì mình quy theo thầy là Phật rồi mà nghe ông nào đó ông xưng ông là đắc đạo rồi, hiện nay là đang thuyết pháp cho chư thiên nghe, rồi mình nghe nói ông này ông dạy đạo mau đắc đạo lắm. Thấy cái người nào mà thượng căn là tu trong vòng 7 ngày là đắc đạo, trung căn thì tu 7 tháng, mà hạ căn là tu 7 năm mà lợi ông là ông dạy là đắc đạo hết trơn. Hiện nay là ông dạy là phải nói là chỉ tu có cái một à, cái biết thôi à, là đắc đạo. Mình nghe nói dễ quá, mình chạy theo, nhưng mà coi chừng với đồng đạo à. Bởi vì thầy dạy là các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân gán tránh kẻo lâm mà khổ. Lâm là gì? Tức là lâm là dướng vào đó, lâm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, sao nữa? Dùng phép màu, nó có phép nữa, lè mắt chúng sanh, ai ham linh theo nó tập tành, xa chạm bẫy, khó mong sống sót với đồng đạo. Bây giờ mình hôm nay quy với ông Phật, làm đệ tử ông Phật, mà ông Phật đó thì từ bi vô lượng thương hết chúng sanh như tôi nói nãy, đâu có dị biệt ai. Mà đằng này ông cho rằng đó là Đức Thầy nghĩ tay nói nhỏ cho tôi, chỉ cái pháp này cho tôi để tôi truyền lại cho đồng đạo. Ai đợi tại sao không chỉ hết đồng đạo mà chỉ mình ơi? Cái này chúng ta phải thấy được cái chỗ này là gì? Do nơi chúng ta nhẹ dạ cả tin là coi chừng. Bởi vì cái bệnh này là cái bệnh quan tưởng của đồng đạo không? Bởi vì cái người mà đắc đạo đó thì họ không bao giờ họ phô trương. Quý vị thấy ngày xưa mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành Phật rồi, nhưng mà đặc biệt đâu có ai nghĩ rằng Đức Phật thành Phật đâu, ta kêu Phụ Đàm không à. Nhưng mà ngài vì cái lòng từ bi, ngài thuyết pháp độ sanh, nhưng mà cuối cùng rồi đến hôm nay đó, đến ngày nay còn rạng lấy danh khắp bốn biển dân lành sùng bái, tức là Thế Tôn. Người ta tôn lên kêu ngài là Phật, chứ ngài đâu có tự xưng ngài là Phật đâu. Ngài không có xưng gì hết đó. Ngài vẫn là một con người bình thường, vẫn lăn lưu quá đạo, cuối cùng rồi sao? Ngài phải nhập niết bàn, mà trong giữa rừng không có nơi nào mà để nghỉ mà nhập niết bàn hết. Các vị là chư tăng đó, mới lấy dây gừng làm cái võng bằng dây gừng để cho Đức Phật nằm trên cái võng này mà nhập niết bàn thôi, chứ không có chỗ nhập niết bàn. Cho nên mới làm cái võng mà móc lên hai cây ta la đó, ta la sông Thọ đó, là nơi Đức Phật nhập niết bàn. Để chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài văn du quá chúng, đâu phải nếu mà ngài là Phật thì sao ngồi trên một cái pháp tòa nào đó phải không, chững chệ để cho người ta tôn hô, rồi để mà hôm nay Như Lai nhập niết bàn này kia đó, để cho ta thấy như Đức Phật bình thường, để nhằm mục đích thể hiện qua tâm từ bi, thể mà cái lòng từ bi rộng độ chúng sanh, làm sao để độ tặng chúng sanh là được, không màng gì thân ta, ta chẳng tiếc chi, miễn cho bá tánh nạn gì cũng qua. Đức Thầy mình, cái gương hạnh Đức Thầy mình là cụ thể, mà ngài cũng không xin gì kêu thằng hai gọi là ông, cũng không có muốn ai hồng tôn đi. Đức Thầy mình đâu có thể hiện để làm cho người ta biết. Nhưng mà với cái sự mà ra đời giáo hóa chúng sanh, để lại kho tàng pháp bảo vô giá mà chúng ta hôm nay biết được Đức Thầy, chúng ta là một vị cổ Phật. Cho đó mà chúng ta thấy rằng thầy nói là sao? Ngọc kia ẩn dạng khó tầm, chọn nơi chân chánh mới khỏi lâm khổ hình. Cái viên ngọc quý ẩn bên trong, không phải nó phe bên ngoài đâu. Mà ngọc mà phe ra ngoài là ngọc giả, không biết đâu. Như thầy nói như cá linh vậy đó. Tháng nước đổ rồi đó là tháng tới nước mà đúng cái con nước rồi nó ra vậy đó. Phải không? Nhưng mà cái này là những cái để chúng ta thấy rằng hôm nay là cái thử thách cho tín đồ, để coi ai thiệt tánh, ai người giả đạo. Cái người nào mà thiệt tu, thiệt quy theo đạo, thiệt làm đệ tử Đức Thầy thì sao? Tôi nói với đồng đạo mình có đồng ý không nghe? Giả như hiện nay có ông Phật thiệt xuất hiện ra đời thì chúng ta cũng không quy theo. Bây giờ hôm nay mình quy với Đức Thầy, mình là Phật rồi, thì Phật giống nhau, Pháp thì Pháp giống nhau. Dù cho có ông Phật thiệt ra đời đi nữa, chúng ta cũng không quy theo, mà cũng không có tội lỗi gì hết. Thôi có đặt như vậy thì hôm nay mình là đệ tử của một ông Phật rồi, thì tôi và quý vị mình phải làm sao? Mình phải một lòng để mà tu tập theo giáo lý Đức Thầy, một lòng
để rồi chúng ta trì hành thay tôn chỉ giáo đức thầy, dù cho ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiền ba chăng. Như vậy thì dù cho có một Phật xuất hiện thì nữa mình cũng không theo, nó huống hồ chi là ông phàm nào ở đây, phải không quý vị? Do vậy thì quý vị mình có đồng ý chỗ này không? Đồng ý không quý vị? Nhất định là chúng ta đồng ý, phải không quý vị? Bây giờ mình quy với ông Phật rồi. Do vậy thì hôm nay thầy đức thầy chúng ta là một vị cổ Phật cho nên ngài có sứ mạng là khuyên tăng đồ cùng các tín đồ phải là nghe cạn lời, chớ có mơ hồ, tức là nghe cạn lời là mình phải suy xét đâu đó rõ ràng với đạo Phật, đừng có mơ hồ rồi chạy đầu này đầu kia đầu nọ rồi cuối cùng mắc cả chài lẫn chì với đạo Phật, lọt ngoài khơ mới hết hồ khoan. Tức là chúng ta nửa bước qua đây nửa bước kia thì cuối cùng sao lọt cũng xong chứ sao lọt ngoài khơ. Do đó mà tôi và đồng đạo mình phải làm sao cố gắng thực hiện theo tôn chỉ giáo đức thầy, và đồng thời nghe cạn lời cho có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa. Tức là sao tìm hiểu nghĩa ở đây? Tức là cái cốt lõi quan trọng khi chúng ta học giáo lý, chúng ta phải hiểu được cái nghĩa của giáo lý. Còn nếu không thì sao? Bởi vì phải có kiến đạo rồi phải là tu đạo rồi mới chứng đạo. Mà kiến đạo là cái cốt lõi quan trọng đầu tiên, đó là hiểu nghĩa. Nếu mà tu mà không hiểu nghĩa thì chẳng khác nào như tu mù, như tôi nói hồi nãy. Chẳng khác nào như là cái câu chuyện mà con rắn và cái đuôi á. Quý vị biết một khi đó thì con rắn trong kinh Bách Vũ Đức Phật kể nè. Một khi con rắn á, cái đầu nó bò đi trước. Bữa nay đó là cái đuôi nó trước, nó không cho cái đầu bò đi. Nó từ đó giờ anh đòi bò trước tôi không à. Bây giờ bữa nay anh phải nhường cho tôi đi trước mà được, tôi không cho anh đi trước. Lúc này cái đầu nó mới giải thích nó không có được. Anh cái đuôi anh đi trước không có được. Tôi cái đầu tôi có con mắt, tôi quan sát tôi đi trước mới được. Nhưng mà cái đuôi nó nói không, bữa nay tôi nhất định là tôi muốn đi trước. Thì quý vị biết cái đầu nó thon nó bò đi, cái đuôi nó quắn lại cái cây, quắn nó chịu lại đó. Thì cái đầu bò đi không được, bò hoài không được, thì cuối cùng phải nhường cho cái đuôi nó đi. Thì cuối cùng cái đuôi nó đi sao quý vị? Nó thon, nó đâu có cặp mắt quan sát. Lúc này nó lủi vô hầm trong, nó lủi vô đống lửa, nó lủi vô đống bùn, cuối cùng nó phải bị chết. Như vậy thì cái người tu mà chúng ta không hiểu giáo lý thì chẳng khác nào như là cái đuôi con rắn mà nó đòi thi đúng không nào? Cho nên cái sự mà học hiểu giáo lý đó là chẳng khác nào như cặp mắt vậy. Mà cặp mắt mà chúng ta quan sát thấy đường, thì cái đôi chân chúng ta đó là chúng ta tu đạo đó, thì đôi chân dũng mạnh thì chúng ta đi mới đến được. Cho nên là đức thầy cho biết là tìm hiểu nghĩa đó là cặp mắt, mà làm theo đó là đôi chân. Đôi chân chúng ta dũng mạnh để chúng ta tu tập, đó là làm theo. Như thì tìm hiểu nghĩa làm theo mới đắc đạo được. Như vậy thì thầy dạy chúng ta là tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Ở đây đức thầy dạy chúng ta phải tìm hiểu nghĩa ở đây, tức là tìm hiểu nghĩa trong cái lời dạy đức thầy, trong giáo lý. Nhưng mà tìm hiểu nghĩa, bây giờ tôi và đồng đạo mình tìm hiểu nghĩa bằng cách nào đây? Bây giờ mình tìm hiểu nghĩa là mình phải học hiểu hết cái cuốn Sám Giảng Thi Văn Giáo Lý hay sao? Học hiểu hết giáo lý rồi hiểu nghĩa hết trong cái cuốn giáo lý của thầy hay sao quý đồng đạo? Nếu mà nói chỗ này đó thì có lẽ là tôi và quý vị mình cũng khó mà hiểu hết. Vì giáo lý của thầy là đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn, làm sao mình hiểu hết được. Nhưng mà ở đây muốn nói đó, tìm hiểu nghĩa ở đây tức là chúng ta hiểu trong một cái khía cạnh nào đó nó quan trọng, nó lợi ích để giúp cho tôi và đạo mình, để mà chúng ta cụ thể hóa trong cái vấn đề chuyển hóa trong tâm của mình để chúng ta tu để đắc đạo thôi. Do vì vậy mà tìm hiểu nghĩa ở đây tức là chúng ta hiểu đó là gì? Hiểu về tôn chỉ giáo lý. Đây là cái căn bản của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta cần phải hiểu. Nếu mà mình thiếu chỗ này về tôn chỉ giáo lý mà chúng ta không hiểu thì không làm sao đắc đạo được. Về tôn chỉ giáo lý đức thầy dạy chúng ta đó, tôi tin rằng với đồng đạo mình ở đây ai cũng hiểu hết rồi, phải không quý vị? Về cái nghi thức cúng lại, về cách thờ phượng lễ bái, đức thầy dạy mình người tín đồ Phật giáo Hảo thờ mấy ngôi, mấy ngôi quý vị hả? Bà ngồi, đó là mình hiểu nghĩa rồi, phải không quý vị? Rồi bây giờ mình ăn chay ít nhất là mấy ngày? Ít nhất là 4 ngày. Rồi sao đường đạo đức bước đi từ đất, tức là chúng ta bước lên, đó là mình hiểu nghĩa rồi. Rồi cúng lại ngày mấy thờ? 2 thờ là ít nhất, phải không? Đó là căn bản, đó là mình hiểu nghĩa rồi. Rồi bây giờ mình cúng xong rồi sao? Cúng xong rồi có ngồi niệm Phật không? Đức thầy dạy có ngồi niệm Phật không? Muốn niệm Phật cũng được, đó là mình hiểu nghĩa rồi.
Thì bây giờ cúng xong muốn niệm Phật cũng được, là khi nào mình là ở đây Đức Thầy dùng cái biện pháp đó là gì? Tức là dùng biện pháp để nhằm mục đích là độ hết chúng sanh. Do đó mà nếu như mà Đức Thầy bắt buộc cúng xong phải niệm Phật thì có những người đó người ta bị bệnh, thay vì bây giờ đó là cúng xong rồi niệm Phật không được, thì bây giờ không niệm Phật được là không đắc đạo sao? Do đó mà Đức Thầy phải dùng cái phương tiện, bây giờ cúng xong muốn niệm Phật không được, thì vì cái người này bị bệnh ngồi niệm lâu không được, có thể cúng đứng lên đứng xuống được, nhưng mà ngồi thì cái xương sống làm như là nó không ngồi được, thì Thầy cho phép mình không ngồi. Rồi thay cái người này bận công việc gia đình gì làm ăn không thể ngồi được, Thầy cho phép mình không ngồi, đây là được. Như thể dây dùng đặng cứu ba gia, cho nên dùng hạ thấp xuống là cho phép mình đó là không ngồi niệm Phật cũng được. Nhưng mà quý vị nên lưu ý, không ngồi niệm Phật chứ không phải là không niệm Phật. Thôi quý đạo, nghe cho kỹ chỗ này. Cho phép mình không ngồi niệm Phật nhưng mà không cho phép mình không niệm Phật. Đó là chúng ta phải niệm Phật qua cái phương pháp thứ hai, đó là đi, đứng, nằm, ngồi, ráng niệm chớ quên, không đợi gì thờ khắc. Đây là tìm hiểu nghĩa rồi. Cứ Thầy dạy mình là đi, đứng, nằm, ngồi, ráng niệm chớ quên. Tức là trong tứ tướng quay nghi, Đức Thầy không cho mình ngồi niệm Phật trong thờ pháp cũng được, nhưng mà không cho mình là không niệm Phật. Như gì chúng ta bắt buộc là cái câu niệm Phật này, tao và đồng đạo mình phải niệm, mọi lúc mọi nơi chỗ nào cũng niệm hết. Phải không đạo? Như vậy thì ở đây muốn nó tìm hiểu nghĩa là chúng ta hiểu được qua những cái cốt lõi, những cái cơ bản này. Chúng ta có cần tra cứu từ điển không? Có cần phải nghiên cứu không? Hay là chúng ta đọc qua là chúng ta hiểu rồi? Phải không? Cái này là không cần tra cứu từ điển, mà chúng ta đọc là chúng ta đã hiểu rồi. Mà có điều chúng ta có ứng dụng, có làm hay không thôi. Cho nên tìm hiểu nghĩa phải làm theo thì đắc đạo. Như vậy thì ở đây Đức Thầy đưa ra rất nhiều cái phương pháp để chúng ta tu tập. Và đặc biệt đối với người tín đồ Phật giáo hảo là tại gia, cư sĩ, học Phật, tu nhân. Mình hiểu được cái danh từ tại gia, cư sĩ, học Phật, tu nhân là gì? Có nhiều người cho rằng tại gia, cư sĩ, học Phật, tu nhân là sao? Là tu tại gia, tu tại nhà, tu thấp lắm, để làm đạo con người thôi à. Nhưng mà thưa quý đạo, những người mà nhận định này đó là gì? Do nơi họ nghe chưa cạn lời, do nơi họ mờ hồ, do nơi họ chưa hiểu nghĩa. Vì vậy mà chúng ta cũng thông cảm cho những cái vị này. Tại vì họ nghe chưa cạn lời, họ cho rằng người tại gia cư sĩ là tu không có đắc đạo, không có thành Phật được, mà chỉ làm đạo con người thôi. Thưa quý đồng đạo, đối với người tại gia cư sĩ của Phật giáo Hòa Hảo là tại gia của tiến hóa, tại gia của Bồ Tát hạnh, quý đồng đạo à. Mặc dù tu tại gia, nhưng mà chúng ta thực hành cái hạnh của người xuất gia không? Thực hành cái hạnh của giải thoát không à? Của Bồ Tát không à? Vì vậy mà cái người tại gia này là gì? Cư gia tịnh độ. Sao vậy? Tâm viên mãn, đó là tròn đầy, là giải thoát. Cái người tại gia cư sĩ nhưng mà vẫn tu giải thoát được. Và đặc biệt không phải Đức Thầy mình giới thiệu không đâu, mà trước đây là vào thế kỷ thứ 7, Đức Lục Tổ Huệ Năng Ngài cũng đã giới thiệu cái người tu tại gia rồi. Tu tại gia cũng vẫn đắc đạo bình thường. Nhược dục tu hành tại gia như đất bất do tại tự. Nghĩa là các ông muốn tu hành thì ở tại nhà tu cũng đắc, không cần phải vào chùa cạo tóc đắp y. Nếu mà vào chùa cạo tóc đắp y mà chúng tôi chứng minh như câu đoạn văn hồi nãy, vào chùa rồi mà chúng ta không có học giáo lý, không có đem giáo lý truyền bá, mà chỉ hưởng thụ không thì sao? Thì chẳng khác nào mượn bồ đề chủ hộp là người, làm cho dân sinh dễ ngạo cười, tội lấy lực nào dung thứ. Xuất gia mà không chịu hy sinh cả và các tinh thần lo đạo thì cái xuất gia này không thể nào đắc đạo được. Mà chẳng những không đắc đạo mà còn sao? Còn bị đọa vào cái gì? Tức là bị đọa vào mang long đội sừng để mà đền trả. Bởi vì thập phương nhất nạp mãi như đại tu quy sơn, thực liễu bất tu đạo phi mau đáy giáp quần. Nghĩa là hưởng của tính thí thập phương nó nặng như cái núi Tu Di vậy. Ăn rồi mà không có học đạo, không có truyền đạo, không làm lợi ích cho chúng sinh thì sao mang long đội sừng để đền trả? Tức là làm trâu làm ngựa đền trả. Như vậy thì hôm nay Đức Lục Tổ Huệ Năng Ngài nói là chi bằng ở tại nhà mà học kỹ giáo lý tu đắc đạo. Hôm nay Đức Thầy vô vàng kính đi chúng ta, Ngài cũng đã khẳng định một lần nữa, đó là qua sông nhờ được cầu lam, tu hành nào đợi chùa am làm gì. Đó là qua sông thì nhờ có cầu, mà tu hành có giáo lý là tu được. Quý đồng đạo, hãy có giáo lý là tu được, bất cứ là ở đâu, ở nhà tu cũng được, ở chùa tu cũng được, ở cốc tu cũng được, ở am tu cũng được. Bất cứ là ở đâu mà hãy có giáo lý, chúng ta ứng dụng giáo lý
qua lời Phật dạy thì chúng ta tu thành công. Như vậy phải có giáo lý là tu được. Giáo lý là phương tiện, nó là chìa khóa để giúp chúng ta vượt ra khỏi sanh tử khổ đau. Thì ở nhà tu cũng đắc đạo, đâu cần phải ở chùa, mà ở chùa nếu mà ứng dụng giáo lý thì cũng đắc đạo. Do vậy thì bất cứ là ở đâu, miễn có giáo lý là tu được, rõ ràng không? Như vậy thì mình hiểu được chỗ này thì người tại gia cư sĩ mà người tín đồ mà cháu hảo là gì? Học Phật tu nhân đó là gì? Tu nhân đó là đền trả tứ đại trọng ân nè, đó là diệt thập ác nè, hành thập thiện. Thì đây là những cái phương pháp tu tập để chúng ta tiến hóa để lên con đường Phật đạo. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu được tu nhân là gì không? Quý vị rõ mình có ai hiểu tu nhân không? Nhất định là mình hiểu rồi. Tu nhân là đền trả tứ đại trọng ân. Mà đền trả tứ đại trọng ân, đồng đạo mình biết tứ đại trọng ân đó là gì không? Nhất định là đồng đạo mình hiểu. Đây là mình hiểu rồi, hiểu nghĩa rồi nè. Tứ đại trọng ân đó là ăn tổ tiên cha mẹ, ăn đất nước, ăn tam bảo, ăn đầu bầu và nhân lỗi. Thì mình đều hiểu hết, đây là tìm hiểu nghĩa rồi nè. Phải không quý vị? Vì ai mà không hiểu tứ đại trọng ân? Rồi ai mà không hiểu thập ác? Phải không? Trừ thập ác, hành thập thiện thì đồng đạo mình hiểu hết, đây là hiểu nghĩa rồi. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái nghĩa qua học Phật, qua tu nhân người giờ ta học Phật. Học Phật thì bây giờ chúng ta nào là tu phước nè, nào là tu huệ nè, nào là tu thiền nè, nào là tu tịnh nè. Đối với giáo lý Phật giáo Hòa Hảo thì sao? Chúng ta đó là, nào là chúng ta tu môn hoằng diệt nè, nào là chúng ta tu đó là diệt lục căn không cho nhiễm lục trần. Thì đây là những cái phương pháp để tu để chúng ta đạt đạo. Nhưng mà đặc biệt với đồng đạo à, đối với cái phương pháp tu nhân đó thì không thay đổi, ai cũng phải trì hành. Đó là gì? Đó là chúng ta phải đền trả tứ đại trọng ân, đó là chúng ta phải trừ thập ác, hành thập thiện. Thì tôi và quý vị ai cũng không có quyền lựa chọn, phải thực hành đúng theo cái ba game này, tức là đúng theo cái lời thầy chỉ dạy. Nhưng mà đặc biệt về phương pháp tu Phật, chúng ta được quyền lựa chọn pháp môn để tu, phải không? Thì con đường tu Phật chúng ta có thể chọn, mình tu có thể là diệt lục căn không cho nhiễm lục trần, nhãn thấy sắc thường hay bằng biểu tay ơn nghe những điều âm thanh đó. Cuối cùng đó là gì? Sáu đường ấy ở trong tâm ý ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác thì sao? Dứt được nó ấy là giải thoát. Rõ ràng là giải thoát. Như vậy thì đây là cái phương pháp mà đồng đạo tùy theo mình là chọn lựa. Thí dụ chúng ta chọn lựa cái tu môn hoằng diệt, nếu ta tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả các ganh, chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não để bụng tham lam ích kỷ, phải không? Gây mối tự nhiên rồi lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt thì sao? Màn vô minh sẽ bị diệt. Như vậy thì vô minh diệt thì trí huệ bất khai, vô minh diệt rồi sao? Hành diệt, thức diệt, dài dài dài, tới lão tử diệt ấy là giải thoát. Rõ ràng như vậy tu môn hoằng diệt cũng là được giải thoát, cũng chứng vào cái bậc thánh thánh giả, đó là gì? A la hán, là vượt ra khỏi sanh tử. Rồi bây giờ chúng người giới thiệu lên cái phương pháp tu Phật đó đi. Bây giờ tu Phật chúng ta phá ngũ uẩn, đó là gì? Sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là gì? Chỉ cho sắc thân này, mình quán thân này là vô thường, phải không? Thân này do nó tứ đại. Mà thọ là gì? Thọ tức là lạc thọ nè, rồi khổ thọ nè, rồi không lạc không khổ nè. Thì chúng ta quán được cái chỗ này, tức là lạc là vui, là tham, mà khổ là buồn, là sân, mà không khổ không lạc đó là si mê, không phân biệt. Thì đây là tham sân si mà Đức Thầy đã khẳng định sau: phá ngũ uẩn rứt lần tha mái, cội sân si cũng phải tảo trừ, đem về giác tánh chân như, kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh. Dứt trừ tử sanh là đạt đến chỗ gọi là ra khỏi cái con đường luân hồi sanh tử. Cho nên dứt trừ tử sanh đó là chúng ta phá ngũ uẩn, đó là chúng ta diệt tham sân si, thì chúng ta được dứt trừ tử sanh. Đó là cái phương pháp tu để đạt đến chỗ là giải thoát rất là nhiều. Giờ đây chúng tôi trở lại cái phương pháp đó là gì? Không có thời gian, có thời gian chúng tôi sẽ triển khai về cái phương pháp tu thiền như thế nào để được giải thoát. Rồi bây giờ chúng ta trở lại cái phương pháp tu tịnh độ, là cái phương pháp cốt lõi mà đồng đạo chúng ta hiện nay đang ứng dụng, đang tu tập. Bởi vì trình độ căn cơ chúng sanh có cao có thấp khác nhau, cho nên Đức Thầy đưa ra nhiều cái phương pháp để mình được tìm hiểu nghĩa, để được làm theo đắc đạo. Thì nhiều cái phương pháp tu đắc đạo đó của đồng đạo à, mà tùy theo trình độ căn cơ chúng ta ứng dụng. Nhưng mà đặc biệt cái pháp môn tịnh độ này đó thì căn cơ trình độ nào tu cũng được hết. Kẻ thượng căn
người trung căn, kẻ hạ cơ đều tu pháp môn này được hết. Cho nên muốn nói rằng cái pháp môn tịnh độ này là một cái pháp môn mà ngàn thánh đồng đi, muôn xưa không đổi. Pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn mà Bồ Tát Thích Đưa, ngạ quỷ súc sanh đồng nương tựa, thắng liệt đồng hành, hạ căn thượng cơ đều chung hưởng. Do vậy mà cái pháp môn này gọi là cái pháp môn nó độc đáo vô cùng mà được Đức Thầy chúng ta ngày giới thiệu. Chúng tôi giới thiệu đoạn này quý vị thấy rõ ràng. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành đạo rồi thì sao? Ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phô trương độ chúng thì sao? Ngài lần bước phô trương độ chúng thì ngài bèn xét, tức là quán căn cơ trình độ chúng sanh, ngài bèn xét ở trong Phật chủng sao quý vị? Các chúng sanh đều có như ta. Như vậy thì các chúng sanh đều có như ta thì phải làm sao? Phải làm sao không? Và đều có như ta thì phải làm sao để cho chúng sanh đắc đạo giải thoát hết mới được. Nhưng mà ngài quán đây nè, do nơi chúng sanh bị vô minh, vọng tưởng, quậy tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Nhưng mà chúng sanh bị vô minh, vọng tưởng, quay lộn ta bà này, bây giờ muốn làm sao cho chúng sanh được đắc đạo, được giải thoát hết thì phải làm sao? Giờ đọc tiếp nữa. Tiếp theo vậy, nên quay lộn ta bà cõi khổ rồi sao? Lòng hương chúng thuyết phương tịnh độ để làm chi? Đặng giác diều tất cả chúng sanh. Độc đáo cái đoạn văn này, phải nói nó độc đáo vô cùng. Bởi vì ngài bèn xét ở trong Phật chúng, khi đắc đạo rồi ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phô trương độ chúng, thì ngài bèn xét ở trong Phật chúng là các chúng sanh đều có như ta. Nhưng mà chúng sanh đều có như ta, muốn đưa chúng sanh đến thành Phật giải thoát, vì như Phật thì phải làm sao cho chúng sanh thành Phật chứ? Thì chỉ có pháp môn tịnh độ. Cho nên lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đặng giác diều tất cả chúng sanh, là không bỏ chúng sanh nào hết. Pháp môn này độc đáo vô cùng. Đó là cái pháp môn nó thù thắng nhất của đạo Phật. Đó là gì? Đối cơ đệ nhất, tức là trình độ căn cơ nào tôi cũng được hết. Cầu cho già trẻ gái trai ngủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên. Già trẻ trai gái lớn nhỏ gì cũng đều tu được hết. Cho nên gọi là đối cơ đệ nhất, dị hành đệ nhất là dễ hành. Không có cần gì hết đúng không đạo à? Chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà cuối cùng được trực giác tại quân. Nó độc đáo vậy. Cho nên gọi là dị hành đệ nhất. Mà đơn giản là sao? Nếu như ai là bất cứ ai, trẻ già lớn nhỏ, trai gái cao thấp gì, rồi đó là trình độ cao trình độ thấp, rồi đó là ngu dốt, rồi giàu nghèo gì cũng đều, nếu như ai hết là tất cả, nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà được cầu sanh Phật quốc. Và đồng thời là cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, giàu tiên phàm ma quỷ súc sanh, tức là quảng độ đệ nhất, là rộng độ năm loài. Cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành thì sao? Được cứu cánh về an dưỡng. Và cuối cùng là gì? Cứu cánh đệ nhất là chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cục luân hồi. Chỉ có một kiếp mà chúng ta được trực giảng Tây Phương của đường đạo, mà độc đáo vô cùng cái pháp môn này. Các pháp môn khác quý vị biết là tu không biết bao nhiêu kiếp của đường đạo, bởi vì các pháp môn khác nó tu chẳng khác nào như là con ngọt mà nó đục xuôi theo cái cây tre. Nếu cái cây tre mà 30 mắt thì con mọc phải đục lên 30 mắt mới chỗ ra khỏi tam giới, gọi là thụ sức tam giới. Mà tu pháp môn tịnh độ gọi là hoành siêu tam giới, đó là đục ngang cái cây tre, không cần đục theo mắt cây tre chỉ cho lâu, đục ngang qua cây tre là chỗ ra khỏi ngoài tam giới, gọi là hoành siêu tam giới. Cho nên tu pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn mà được Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Thế Tôn vì lòng từ bi mà ngài thuyết lên pháp môn này, chứ không ai hỏi. Bị có biết đâu mà hỏi. Các cái pháp môn khác thì đều biết, nhưng mà pháp môn tịnh độ này nó khó tin quá, cho nên không ai hỏi hết. Nhưng mà Đức Phật vì lòng từ bi mà thuyết lên pháp môn tịnh độ này, gọi là cái pháp môn gọi là gì? Vô vấn mà tự thuyết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật vì lòng từ bi mà ngài thuyết lên cái pháp môn tịnh độ này, và đồng thời để hướng dẫn tôi và quý vị mình hôm nay, Đức Thầy ngài nhắc lại để chúng ta thấy rằng hôm nay tu pháp môn tịnh độ là tu pháp môn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà ngài chỉ dạy cho chúng ta. Mà hôm nay Đức Thầy lời Phật thuyết ta xin nhắc lại để chỉ dẫn cho mình đây. Vì vậy mình tu pháp môn này là pháp môn thượng thừa với đồng đạo à, để mà giúp cho tôi và đồng đạo mình ra khỏi cái con đường sanh tử của đau này. Vì hôm nay mình chỉ có niệm Phật, mà Đức Thầy dạy phương pháp niệm Phật này sao?
Bây giờ mình nói cho ngắn gọn thôi quý vị, thời gian không có. Bây giờ hồi nãy mình nói là niệm Phật trong thời khóa rồi niệm Phật ngoài thời khóa, thì hai cái phương pháp niệm Phật này để giúp cho hành giả chúng ta làm sao tu tập để chẳng khác nào để mình lấy đó làm cái phương châm để mà kiềm chế cái tâm vọng của mình. Bởi vì thầy dạy là còn phương pháp niệm Phật là để diệt trừ vọng niệm chúng sanh, vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt, về cái vọng niệm về việc thế chẳng ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mà ám à. Nên là hãy thành tâm niệm Phật, nếu được niệm Phật thì sao, lìa một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa vọng niệm chúng sanh. Niệm niệm Phật là lìa tất cả vọng niệm chúng sanh cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sinh ra được. Như vậy thì chúng ta lấy câu niệm Phật đó chi để đánh tan đi cái niệm tà. Khi mà đồng đạo mình không niệm Phật thì mình niệm gì? Không niệm Phật niệm gì quý vị? Mình niệm chúng sanh, bảo đảm là cái tâm của mình nó không khi nào nó bỏ không đâu. Không niệm Phật là nó niệm chúng sanh. Niệm cái gì? Niệm danh, niệm lợi, niệm hơn, niệm thua, niệm gia đình, nhà, cửa, vợ, con, niệm là hết cơm, tới cháo, cơm, áo, gạo, tiền. Nói chung là lay quay lẳng quẳng nó làm phiền mình là dùng cũng do nơi gì những cái vọng niệm ra đây. Tức là những cái vọng niệm điên đảo, còn cũng tưởng, có cũng tưởng, mắt cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng. Tức là những cái tư tưởng đó nó đều khởi lên trong lòng mình. Do nên những cái niệm đó mà nó sanh phiền não. Hôm nay Đức Thầy dạy mình đem cái câu niệm Phật để gì? Chế ngự đi cái vọng niệm chúng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật, đó là cắt đứt đi cái vọng niệm. Mà Nam Mô A Di Đà Phật là cắt vọng niệm, là cắt cái sanh diệt. Cắt sanh diệt tức là cắt cái lão bệnh tử. Mà cắt lão bệnh tử đó là chúng ta cắt đi cái dòng luân hồi. Không biết không? Nam Mô A Di Đà Phật là cắt sanh diệt, mà cắt sanh diệt là cắt đi cái sanh lão bệnh tử, mà cắt sanh lão bệnh tử là cắt đứt đi cái dòng luân hồi. Do vậy mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó là cắt đứt đi cái dòng luân hồi. Nam Mô A Di Đà Phật là cắt đi cái nghiệp khổ đau. Nam Mô A Di Đà Phật đó là cắt đứt đi cái nghiệp, mà cái nghiệp sanh tử của chúng sanh. Bởi vì sao? Khởi lên cái vọng niệm đó là khởi lên một cái ý niệm để sanh diệt, để luân hồi. Và hôm nay Nam Mô A Di Đà Phật là không khởi lên cái vọng niệm, là không khởi lên cái ý niệm sanh diệt, đó là cắt đứt cái vọng niệm khổ đau, cắt đứt đi cái dòng luân hồi. Do vì vậy mà hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta nè, lấy cái câu niệm Phật đó làm chi? Để đánh tan đi cái nghiệp. Mà cái nghiệp này là gì? Khi mà chúng ta khởi lên đó là toàn là những cái nghiệp sanh tử thôi, để mà mình luân hồi trở lại. Mà hôm nay Đức Thầy dạy nè, đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng. Sao đâu vậy? Niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp. Niệm Phật tan chướng nghiệp thì sao? Hiền từ thầy rước lại non vòng. Rõ ràng là niệm Phật là tan đi nghiệp sanh tử khổ đau. Cho nên đó mà độc đáo lắm với đồng đạo. Cái phương pháp niệm Phật này là một cái phương pháp để chế ngự tâm vọng, để cắt đứt đi cái vọng niệm khổ đau mà Đức Thầy dạy chúng ta. Đó là còn phương pháp niệm Phật là để diệt trừ. Diệt là làm cho nó mất, trừ là lần bớt ra. Thế vậy? Tức là trừ vọng niệm á. Mà mình niệm có đôi khi chúng ta niệm không có đúng phương pháp, nhiều khi mình niệm không có đúng cách, nhiều khi mình niệm mà không có chú tâm, nhiều khi chúng ta niệm mà không có cố tình niệm thì sao? Càng niệm mà sao vọng nó càng lên, càng tu lâu mà sao niệm Phật càng ngày không có kết quả gì hết. Là do nơi gì? Chúng ta không có biết cái phương pháp để mà làm sao loại niệm, loại trừ vọng niệm. Mà mình niệm mà cái miệng niệm thì sao? Cái lòng vẫn còn đầy dẫy tham sân si. Nam Mô Ngô Phật Tự Bi, miệng thì niệm Phật, nhưng mà sao? Lòng thì tà gian. Cái miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà trong tâm thấy nhỏ nó thấy ghét quá. Ví dụ vậy, nó là mặc dù bên ngoài cái hình thức thấy coi dáng vẻ ngon lành lắm, nhưng mà bên trong cái tâm mình không có sửa, chẳng khác nào như nấu cơm điện. Do cái đầu cơm lên rồi gắp cái chua vô, thấy cái đèn nó cháy đỏ đỏ, tưởng đâu là có điện rồi, nhưng mà quên bấm nút cái đầu nào, quên bấm nút cho nên nồi cơm điện nó không chín mà nó còn sình. Cho nên có đôi khi niệm ngoài miệng mà trong lòng không có tưởng nhớ đến câu niệm Phật thì chẳng khác nào như ngồi cơm điện mà găm lên thấy cái đèn nó đỏ sáng mà không bấm nút, không có chín cơm. Cho nên phải làm sao? Nam Mô miệng niệm lòng lành, miệng niệm lòng phải lành, phải lòng phải từ bi, ba già phải ráng biết rành đường tu, đó mà niệm đúng cách theo cái đường đạo. Thì thôi nói không có hết được cái đường đạo à. Như vậy thì ở đây Đức Thầy nó tìm hiểu nghĩa làm theo rắc đạo, đó là chúng ta phải niệm Phật, phải hiểu được cái nghĩa của niệm Phật.
Mà niệm Phật phải có tính, có nguyện, có hạnh. Niệm Phật phải có lòng từ bi, hỷ xả, bác ái vị tha. Niệm Phật chúng ta phải là đền trả tứ ân, tu thân thiện tính gắn chuyên cần lục tự di đà phải giữ tứ ân. Niệm Phật phải trừ tà ác thành tập thiện, đó là cần tu tập thiện thì sự niệm Phật mới có hiệu quả. Tu tập thiện là dứt trừ tà ác, cũng gọi là tịnh tâm nghiệp. Thì đó chúng ta mới niệm Phật đúng cách, đó chúng ta mới tìm hiểu nghĩa, mới làm theo đắc đạo được. Thì nói không hết được, bởi vì cái giáo lý Phật pháp thì phải nói là nó rất là uyên thâm, nó rất là sâu sắc vô cùng. Chẳng khác nào như nước biển đại dương mà chúng ta đem tâm phàm, chẳng khác nào như gào đến nhỏ bé mà lường nước biển đại dương thì không thể nào lường cho nó cùng đẳng được. Do vậy thì qua bốn cái câu giảng này, chúng tôi mong rằng thôi nói ít mà quý vị hiểu nhiều, phải không vậy? Bởi vì đó là ngôn thì bất tận từ, mà lời thì bất tận ý, không thể nào nói cho hết ý được. Mong quý vị cũng quan hỷ làm sao chúng ta ứng dụng được qua lời Phật dạy, để ta tìm hiểu nghĩa qua cái ý nghĩa mà Đức Thầy chỉ dạy trong cái phương pháp tu tập, để chúng ta tìm hiểu nghĩa, làm theo mà đúng rồi thì nhất định là chúng ta đắc đạo. Đó là chúng ta được thành tựu, đó là chúng ta được giải thoát, đó là chúng ta không còn sanh tử khổ đau. Cuối cùng chúng ta được một là giảng sanh về cực lạc, đó là Thầy dạy sao quý vị? Mãn kiếp phòng trần sao? Sanh lạc quá hưởng công niệm Phật rất yên lành. Hay là muốn niệm Phật bất cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Đó là chúng ta được thực chứng tịnh độ ngay của thế gian này. Đó là nhờ lòng cố gắng chúng ta niệm Phật mà chúng ta được nhất tâm, để rồi chúng ta được thực chứng tịnh độ. Thì một là chúng ta được giảng sanh, hai là chúng ta được thực chứng tịnh độ, đó là chúng ta chứng đắc đạo quả ngay tại thế gian này. Mặc dù là ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chia, gắn công trì niệm sớm khuya, sao đúng vậy? Thân ly còn tục mà tâm lìa khỏi mê. Đó là chúng ta được chứng đắc tịnh độ ngay khỏi thế gian này. Thì thưa quý đồng đạo, thì qua lời giảng Đức Thầy thì hôm nay qua bốn cái câu giảng này, đó là ta yêu chúng viết ra giảng kệ, đó là muốn nói lên cái bổn nguyện, cái sứ mạng, cái công hạnh độ đời của Đức Thầy. Đó là cái câu thứ nhất, nói đến sứ mạng, nói đến công hạnh, đến bổn nguyện cứu đời của Đức Thầy, đó là ta yêu chúng viết ra giảng kệ. Câu thứ hai, đó là cái sự giáo dục của giáo lý, hay sự dạy dỗ qua lời dạy của Đức Phật, đó là khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chớ có mờ hồ. Đó là chúng ta cần phải làm sao phải học hiểu giáo lý, cần phải làm sao để chúng ta cố gắng để nghiên cứu qua lời dạy Đức Thầy, phải tư duy, phải quán chiếu để chúng ta ứng dụng trong cái đời sống tu tập của mình, để được chuyển hóa thăng tâm, để được đạt đạo giải thoát. Cho nên nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa, đó là cái, đó là cái kiến đạo. Tìm hiểu nghĩa là kiến đạo, làm theo đó là tu đạo, đắc đạo đó là chứng đạo, gọi là kiến đạo, tu đạo, chứng đạo, cuối cùng chúng ta được giải thoát. Thì thưa quý đồng đạo, thì qua bốn cái câu giảng này thì mong rằng tôi và toàn thể quý vị chúng ta cố gắng để trì hành đúng qua bốn cái câu giảng này, thì tôi và đồng đạo mình một ngày không xa, nhất định là chúng ta sẽ được đắc đạo, nhất định là chúng ta sẽ được, đó là gì, thoát nơi khổ hải, liên đài được lên, nhất định là chúng ta sẽ được trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả. Kính chúc quý vị chúng ta thành công, và thành công trong cuộc đời này. Cuối lời chân thành cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện về mặt pháp lý để cho buổi tổ chức thuyết giảng được diễn ra tốt đẹp. Chân thành cảm ơn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Hội Đông. Chân thành cảm ơn toàn thể quý ông bà cô bác đã quan hỷ lắng nghe trong suốt thời gian chúng tôi trình bày. Một lần nữa, nếu có điều gì sơ sót cũng mong toàn thể quý vị quan hỷ và bộ chính trị giáo chúng tôi xin thành đặt tri ân. Một lần nữa nguyện cầu ơn trên chư Phật mười phương quan đến Đức Thầy đồng chiếu trì gia hộ cho tất cả toàn thể đồng đạo chúng ta luôn lúc nào cũng thăng tâm thường lạc, đạo quả duyên dung và hăng hái bước vững trên con đường thanh cao của Phật pháp, để cuối cùng chúng ta được trí huệ thông minh, được giai đắc đạo quả. Kính chúc quý chúng ta thành công và thành công trong cuộc đời này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.